Qua Tết mà không biết ngày nào tháng nào nữa, nó cúng. Nó cúng là nó tụ hợp lại nó cúng rồi. Dùng đó nguyên cái bầy nó mấy ngàn con, nó bắt cá lươn rắn gì nó sắp hàng đó, cúng rồi đàng hoàng là mà ảnh đương cúng mày lại mày giật mày ăn được. Anh cúng rồi anh đái hôi rình hết ăn, Nó bắt lên bờ sắp hàng không tôi? sắp hàng hết cúng tổ anh. Nó vậy nó giết mình dùng này ta cũng đuổi bỏ xứ mà, nó giết bùng binh với mấy trăm người rồi. Chạy ra kinh bảy ở ngoài quét lỗ quét hang đế chạy dúi rừng không à, quét lỗ quét hang mày chiều mày ngồi về trăng rắn hổ bò tới chỗ bắt ăn luôn. Nhiều vậy đó hả ông Tư? Bà nội, ông nội có một con chó một mà nó bắt 4 5 thằng quỳ gánh gì không nổi trăng, có một con chó một à. Người con chó nó đi quằn người chăn nó chạy ra hay sao không Không phải nó biết dấu trăng nó hử nó sủa tới? cái hơi đó. Rồi mà đầu mình đi theo cái làng chăn bò đó. Còn không nổi cá bông mà lớn lớn mùa mưa này nè, có bông vô nó quậy ổ nó quậy đẻ không câu giác gì như đứa nít vậy. Con 10 mấy ký 7 8 ký Ôi rồi ông đào cái hầm rộng đùng đùng vậy, là bữa nào muốn ăn thì lại mới xuống bắt dồi. đập đầu nướng rồi đó, ngoài đồng có gì đâu mà ăn, con chỉ nướng với chấm muối không có nước mắm nữa. Còn rau thì thiếu gì hết không Rau thì rau đồng, rau mát, rau dịu rồi này kia, rau ngổ rồi không có làm gì cho hết, rau muống rồi đó. rau muống rồi con không làm gì cho hết. Nhưng mà cá mình nấu món này món kia thì không có vật Rồi dùng liệu nấu. trứng trăng nữa, tiếng lựa con trăng nào trứng đầy ruột con luộc, con trăng mấy chục trứng là con ăn 2 3 ngày, trong nhà 7 8 người ăn 2 3 ngày mới hết trứng trăng. Sao Rồi mà trứng trăng sáng mày ăn trứng là tới chiều mày chưa đói. sao ngộ hả ông Tư, nó không tiêu hay sao ông Tư? Không phải cái thằng này nó thua tao 20 lít rượu. Cái trứng trăng con luộc rồi nó bằng trứng gà mình à, luộc chín rồi, mặt trời vừa lú cạnh lên lú đỏ lên á, mày ăn mà hết cái trứng trăng mặt trời chưa lên tao thua 20 lít rượu, còn mày ăn không hết mày thua, nó cắn miếng còn miếng ngón tay à. Nhai lát đầy họng mất nhả ra tay bớt nhai nở nó Sao ngộ không Tư? bằng 10 lần cái bánh bông lan nó béo á. Bộ nhai hồi là nó nở đầy họng luôn Nước đó bọt mình mày nhai lát mày nhả ra bớt nhai đầy hoài không Tư? đồ con ngựa nhai chưa nuốt được hơi nào mặt trời lên cái máy xào rồi thua. Trời đủ mẹ cái trứng trăng nhỏ xíu mà nhai đâu mà bọt nó đầy họng vậy. Vậy tao mới đố chứ. Ngộ hả ông Tư? Con trăng trứng trong bụng còn là trồng đỏ không, con rùa cũng vậy, nó đẻ ra ngoài là trồng trắng không, mà ra ngoài con biết ngâm tro con luộc nó cứng, còn không biết ngâm tro mà luộc nước không à. Nó không đặc hả ông Tư? Không đặc, con ngâm tro phải ngày đêm con luộc nó mới đặc. Ngộ mà ăn nó không béo bằng cái trứng trong bụng. Trứng trong bụng ăn rất béo rất thơm, vì mày trong cắn bụng miếng bằng tay cái rồi nhai lát đầy họng rồi con nuốt từ từ chứ mình nuốt cái bánh bông lan mình đâu có nhậm gì nó mình nhai ngồi nở giống như là bột nở vậy hả ông Tư? Nở chứ nó béo con nuốt không nổi đó. Kỳ á. Vậy là một trứng mình ăn cả tiếng đồng hồ luôn rồi. Anh em mày hồi đó nhất làng cành ăn rồi nó ngủ tại mâm luôn. Tao chặt nặng khúc thịt trương dây nè, rồi tao lột ra tao cắt tao xào lại đàng hoàng để vô dĩa chén gì đó cái trứng canh, rồi ăn chưa được nửa trứng nó ngủ rồi. Đúng, nó cắn nhiều nuốt đông đầu ngủ ngộ. Mà trứng khác thì không có hả ông Tư? Một cái trứng rùa lớn người ta trái con chút mà cái công thức nó bằng 25 cái trứng gà của mình là sao ông Tư? Cái sức dinh dưỡng đó Dạ béo cực kỳ, vì là cái trứng rùa chất dinh dưỡng nó mạnh hả ông Tư? Cao lắm.
một cái trứng bằng tay cái chưa được bằng nửa trứng gà, một cái trứng công thức nó bằng 25 trứng kia, trứng lâu hết. Trứng lùa đó mỗi lần bắt rồi cái con để trong ly, chế nước sôi vô muối chi chanh để bên đó. Gọi là hãm trứng chứ không phải hấp luộc gì đó. Rồi cho trứng lùa nó nóng rồi con mới đục cái lỗ để muối tiêu chanh húp cái rột hết à, bị nó nhỏ xíu à. Dạ. Ngủ nửa chiều ngủ đái buồn luôn. Không muốn thức. Ngộ không tôi? Cái chất dinh dưỡng nó cao bằng mấy chục cái trứng gà luôn mà. Hồi đó đi buổi sáng á, thì trong quân đội nó phát cho con hai trứng gà, một cái hai trái bơm. Dạ. Một lát bánh mì sạch quýt với miếng bơ, miếng phô mai gì đó. Là buổi sáng. Còn cái trứng lùa mà hút một cái bằng gấp 10 lần cái kia mà dinh dưỡng cao. Hút sống gì luôn đó không Tân? Con mới chế nước sâu vô để trứng lùa trong ly, mà chế nước sâu vô cho nó nóng nóng vậy đó. Dạ. Nó không có tanh hôi gì hết trơn. Dạ. Coi như là hãm trứng. Hãm trứng đó. Nặng muối tiêu chăm chút vô hút phải rột rồi hết rồi bị trứng lớn người ta cái chút dai. Cái đó trứng gà mình làm kiểu đó được không ông Tư? Được thì nó phát trứng gà con cũng ăn vậy đó. Chứ mà phát rồi làm sao mà nấu? Con muốn ăn bánh mì úp la thì con mới ấy chiên trứng gà. Trét vô bánh mì vì có bơ có phô mai rồi trét gì nữa. Bơ con tính nó lấy xương tỉ của lấm xương con bò khúc này nè với trầm đỏ trứng gà không nó mới thắng ra bơ. Vì là bơ là đồ mặn hả không tôi? Đồ mặn, phô mai cũng là bột đồ mặn. Con tưởng bơ nó làm bằng cái gì trái cây gì chứ. Dạ đâu có trái cây, bơ là trương tỷ của trâu bò đó. Với trồng đỏ trứng gà vậy bơ, nhưng mà con khi nó làm rồi con đâu nghe mùi. Đâu biết đâu. Chỉ có béo thơm béo thôi. Thơm như nó béo. Vậy là bơ là đồ mặn. Cái hộp bơ có bơ lớn rồi con tính như nó kể nhìn khía đi chứ đựng tâm rồi ra cái hộp. Mà con ăn no buổi sáng đâu có vừa. Có cái muỗng con múc qua tét tét vô bánh mì chặt quýt. Bánh mì chặt quýt nó vuông vậy nè. Nó cắt cho mình độ dày chừng phân rử à. Lát phân rử, lát phân rử. Phần ăn sáng là hai lát, hai hộp gà, hai trái bơm, hai trái cam gì đó. Rồi một hộp bơ, hộp phô mai đó rồi con ăn sáng. Vì mấy người ăn không hết, để ngày nào cũng phát vậy chứ giết nhóc trơn quá sao. Nội có thằng nào cố ăn bằng Việt Nam mình lãnh đồ vô xếp hàng lãnh nữa. Ý lãnh rồi ăn đã rồi chiều nó xót ruột nữa đem đi luộc cơm. Kiếm cơm ăn thấy bà nội. Đồ ăn Mỹ nó đâu, một ngày thằng Mỹ nó ăn một tháng có 1 ký gạo à. Còn một ngày có thể cái sức con ăn 1 ký gạo mới đủ. Chứ con giờ ăn ký gạo đó bị một ký gạo con nấu ra có mấy chén cơm mà đâu có nhiều chén. Sáng nó phát mình miếng thịt bò hay thịt trù gì đó bít tết 250 gram. Nó nướng hay nó bít tết gì đó rồi ba viên cũng bò giò viên chứ nó nấu với đậu Mỹ đậu tây gì bao lớn lớn nữa. Nó quất mày một giá bự hơn cái chén đó. Yếu yếu ăn đâu hết. Ta ăn 10 bữa là bỏ mứa hết 10 bữa. Vậy mà còn sắp hàng lãnh thêm. Cố ăn. Người thấy đồ cố ăn lại. Cũng có thằng lãnh hộp gà 10 mấy hộp bỏ ba lô quải rồi nó chảy quần áo ướt nhẹp tối ngủ cũng được rồi phải chữ. Tao nói ít cố ăn quá dùng trứng gà mà để ba lô mà quải tới quải lui sao không còn. Bởi vì nó lãnh đủ ăn thôi lãnh chi. Sáng nó phát con hai hộp gà nửa lít chở tư.
hai trái bơm hay trái cam gì đó, hai lát bánh mì sandwich, hộp phô mai, hộp gì cacao hay nho xay gì đó, phát đủ đồ hết. Rồi con két vô bánh mì con ăn với nửa lít sữa nó, mày mới uống bữa đầu cũng được, tao uống không được. Sữa gì không Tư? Sữa tư, sữa bò, nó lấy sữa sống á. Dạ. Nó hôi hay sao không Tư? Nó không có hôi. Mà con uống nó lạc lạc, có uống lắm. Dạ. Nó không ngọt, không lạc, muốn ngọt thì con phải để đường, con nấu lại, con quậy, con uống mới được. Vậy là nó dắt sữa ra rồi đưa cho mình uống luôn rồi chứ không thì có... Sữa tư, nó kêu sữa tư, nó dắt sữa trong cái lon, nó dắt sữa qua rồi nó lọc cũng lượt rồi nó đưa qua vô bịch. Dạ. Thằng Mỹ thì nó 1 ký, mình nửa ký. Mỹ bự con. Bự con. Bà nội quân đội nó nuôi con người sung sướng. Năm đó tao bị cùng mùa, tao ăn đâu được. 6 tháng trời bác còn da với xương không à. Không còn cái gì nữa. Tới mà đi ỉa mày ra mày ngồi lát rồi mệt đi vô chứ không ỉa được. Có gì đâu ỉa. Bị không có ăn mà. Chữa sẵn ăn mày thèm dữ lắm. Mà tới dắt ăn rồi nghỉ ăn, không cho ăn mà. Yeah. Tại mình làm sai. Mỹ nó xây thịt chất dinh dưỡng cao, nó xây thành bột hết. Pha nóng rồi đem mày tính nó mổ bụng tao, nó đút cái ống ra đây nè. Đụng qua đổ vô đầy biết no, trời cái bụng thấy no lắc đầu. Chứ nó không có thời gian ống vô họng sao không Tư? Chuyện vô họng chịu gì nổi, người ta thở không muốn nổi là chuyện vô họng, nó mổ bụng. Lúc đó ống thẳng vô cúng bao tử mình. Dạ. Yeah. Mấy người kia hỏi ngon luôn, quá cười cười, ngon mẹ gì. Biết cười, nói con nghe, không biết gì nữa. Biết no mà đâu có qua cái miệng đâu mà biết ngon. Đâu biết ngon lành. Cũng như đồ ăn mình khi nhai ở ngoài miệng mà biết công ngon nhận, cái nuốt qua khỏi cổ. Quốc tế nó nuôi con trong bệnh viện. Bệnh viện nó đâu cho thân nhân mà vô. Dạ. Yeah. Tao mới vô nằm từng đầu tao đút giò đút tay lên tao đỡ rồi. Cứ 4 cái giường bệnh nhân vậy có đứa Mỹ cái nó ngồi nó trực 24/24. Canh mà bệnh không Tư? Con mà khó chịu rồi con quơ tay, máy lạnh lạnh quá quơ tay gì muốn ngồi gì đi tiểu hay gì đó rồi mày quơ tay nó tới rồi mày nói nó nghe không được, nó kêu thông chiêm lại. Bởi vì cái nhà nó như tròn quay như mua ghe mình à, có 15 phút nó dẹp xuống cũng mới thấy gần dân gọt lên đỡ. Sợ nó dẹp chết mình á. Dạ. Dơ dò dơ tay đỡ gặp nó lại nó cười. Nhưng mà nó xẹp không Tư? Nó xẹp xuống rồi nó phì lên. Rồi nó có đè đụng mình không? Đâu đụng. Cả thước mình bị nó bự quá bự. Nó nhẹp xuống mình sợ nó đè mình á. Ý mà cái đó làm sao ngộ không Tư? Nhà ơi. Thay vì nó xài máy lạnh con chịu không nổi. Con nhà ơi nó bơm không khí dơ ra, nó hút không khí ngoài vô. Ở đầu này đầu giường con cái tivi 21 inch bành, cái gì nó mở 24 lên 24 con muốn coi gì đó coi. Yeah. Đá banh đánh lộn gì đó coi gì coi. Tới bữa ăn đó cái giường nó quay mày ngồi vậy, nó coi cái biếng nó lót ngang nó để mâm đó, mình ngồi đó ăn ăn rồi đàng hoàng rồi đúng giờ cái nó có nhân viên nó đẩy xe vô tới nó dẹp. Yeah. Nó không cho con dâu trên đầu giường, hai cái giường vậy có cái tủ giữa kẹo bánh rồi này kia đó, nó không cho mày hút thuốc đâu. Ăn gì thì ăn được hả? Ăn uống gì đó tự do chứ hút thuốc đâu không. Còn nằm bệnh viện Mỹ vô lông cu lông đít chân mày chứ lông tay gì nó cạo mày trụi lũi á, viêm bằng heo. Ngộ quá không Tư? Ở chiến trường đưa về là nó bắt con nó cạo hết ngón tay, ngón chân, đeo vàng, đeo gì nó hết ra hết. Yeah. Nếu con có đồ trang sức nó hết ra, để cái bọc trên đầu giường mình. Yeah. Không mất món nào hết. Ngón tay dài dài vậy nó hết hết. Thuốc sát trùng nó tha trong bệnh viện kỹ lắm. Nuôi bệnh nhân kỹ lắm không? Kỹ lắm.
mình mà chết với nó cũng có cần. Tao bị bắn, bị sáp lá cà bằng đây rồi mày, nó bắn tao vô cách con cu có 3 ly à. Chỗ sau này, ở trước này nó không ra máu, ra máu cho đứt không. Anh trước này bị nó lỗ nhỏ xíu mà. Nó chân, chân gì đái không được. Máy bay đáp xuống rồi ra anh kia bắt vô mổ liền. Mổ từ trên đì mình xuống mổ bọng đái đâm ống liền, đái xong được ấy thì đó nói chết không không chết. Vì ông Tư hồi xưa cũng bị nạn nhiều dữ hả ông Tư? 9 lần chúng đạn ngăn đó mày. Mình nãy theo nát lên theo từ đây tới đây đầu cổ giò cẳng mình nãy nát. Miễn đạn rồi không? Miễn đạn, trúng đạn hai lần. Lần trổ bắp đùi này quấn ở nhà bàn món cát nè, chỗ chùa rô, đường vô chùa rô đó. Trổ bắp đùi luôn hả ông Tư? Trổ bắp đùi, bắn lên trước trổ làm sao? Mà không trúng xương, phải thật trúng, không à? Phải trúng xương hết đi. Gãy rồi, còn quẹ gì. Nó dội xương nó lại ra. Chỉ chợt ra. Chợt ra. Đó không trợt. Chết 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 bên rồi bằng đây ra cửa nó bắn mình đương đi nó nằm dưới bờ ruộng nó bắn sao né thôi. Không phải nó bắn không tịch chứ xương sao không trợt, dòng xương mình mày té còn gãy mà cái viên đạn nó mạnh gấp 10 lần con đánh đi nhanh lắm. Cũng như mà con nghe hàng chi con nghe mấy những người ta ở bên Mỹ người ta về á ông Tư. Cái gì? Con xin chiếc nhẫn. Ủa ngộ vậy? Còn đủ đồ trang sức nhẫn trên tiệm vàng nó bán nhóc chó ăn không hết sao không mua không? Cũng như con nghe mấy người ở bên Mỹ là nói ở bển hiện bây giờ cũng vậy ông Tư. Người ta bệnh viện người ta nuôi bệnh ở đâu có thân nhân vô nuôi đâu. Không cho đâu. Bác sĩ nuôi không à. Đồ đạc con vô nó, đồ của mình mặc nó vô nó bỏ hết. Nó đưa vô máy giặt, nó giặt nó để riêng cho mày đó. Nó vô bọc. Chứ nó không cho mình mặc không? Không cho đâu, mặc đồ bệnh viện không. Mà thân nhân không có cho vô. Của tao cũng dân cao cấp đó. Tuyệt đối nó không không cho kiếm tư, bác tư mà vô đó. Bữa tao khùng quá mức độ, bữa vô nhà tắm không biết nó đã dơ giấy gì, nó khùng nó vô một ngày một đêm tao 45 chai nước biển, 4 bọc máu. Cái giường nó giường đi nóc, tôi tròi giấy xong nó lọt cái đầu bấm kẹt rồi khùng 4 Mỹ nó đè, nó trói tao xuống giường luôn. Xách cưa dĩa vô nó cưa cái giường luôn, nó lấy đầu ra để nhào gãy cổ sao. Cái mùa này cũng tác hại mà có mình đâu có làm gì đâu, có chữ thề không mà vậy. Mất hết cũng từ đó tới sao ông Tư không học nữa luôn. Gì ông thề cũng hỏi sao mày đã chưa không biết. Không biết hả ông Tư? Là ông Cả Kim hả ông Tư? Không, ông Tà Banh. Ông Tà Banh này ông thầy Cả Kim luôn, nhưng mà ông người ngoài dân chứ không ạ. Chứ không phải nhà sư. Ông chuyên nghiệp, ông đóng vẽ hình Phật trong chùa rồi vẽ hòm cho mấy ông sư cả chết rồi này kia là ông không. Dạ. Ông cũng như là ông Hà Cha hay không Tư? Hơn Hà Cha nữa. Dạ. Lịnh của ông lớn lắm. Nguyên cái huyện Tri Tôn, tỉnh Biên này là tụi Căng Trắng, ca ca đó là dưới quyền của ông. Ông Mận. Tao nói nhà ông dòng bao đường mà hồi đó bao bố tờ, bao chỉ xanh, bao bốn dạ. Dạ. Chắc từ dưới đất lên tới nhà còn bia cọp này nè, đầy giường đầy chổng cũng như nhà ổng mà tiệm bán bia người ta cho ổng hả ông Tư? Lính ổng nguyên cái đám Khăn Trắng đây lính ổng không. Dạ. Bị ổng trên bùa mần tượng Phật nanh heo nên đồ này kia cùi trên rồi này kia lính ổng. Ông giỏi hơn ông Cả Kim nữa hả ông Tư? Không giỏi hơn nhưng mà giết ông không được. Yeah. Ông Cả Kim con nói đây ông nghe. Yeah. Mày nói tới tên ông là ông nghe. Ông nói tới tên ông đâu. Ngộ hả ông Tư? Ông 18 tuổi là ông giết 7 vợ. Yeah. Ông luyện thiên linh cái đó hả ông Tư? Luyện thiên linh con Hà Nam á, cái đâu. Yeah.
thiên linh đâu phải cái. Còn thiên linh cái là nó kêu thiên sao? Linh cái nó cắt đầu người mới chết. Cái đó mới gọi là cái còn trinh đó. Ngày mở cửa mã là đêm đó con lại đào mộ lên, con cắt đầu nó lấy đầu đem về liền. Con nghe nói mấy ổng cắt bằng móng tay không hả ông Tư, hay đâu là bằng dao ông Tư? Dao chứ, móng tay sao cắt. Rồi con mới rình cây chuối hột nó trổ bắp, lấy cái nước chuối hột đó hứng cái nước đó nó gì mới tha dầu, pha dầu xức vô độc phép cho nó theo mày. Là cái người chết đó đi theo luôn hả? Theo đó. Mày có gì nay mày có cứ vợ bậy bạ chứ nó không được. Yeah. Hỏi nó đồng ý mới con mới cưới vợ được, con nó không đồng ý mày cưới vợ nó giết mày đi. Vậy là cái người mà bị ổng cắt đầu vậy là hết đầu thai rồi ông Tư? Cái chuyện đó mình không biết, chuyện trời đất mình không biết. Chuyện ổng cắt đầu ổng luyện thiên linh là cái đầu con gái còn trinh. Bị gì ổng bắt theo ổng luôn rồi? Bắt cắt đầu gì vậy? Vì là mấy người luyện thiên linh cái mấy người đó ác dữ hả ông Tư? Con muốn giữ cái bản thân con tồn tại có tiếng tâm thì con phải làm ác. Ừ. Chứ có nào thiện đâu mày. Cũng như hồi xưa ở bên Đồng Tháp cũng có ông thầy Tửng thầy gì đó, ổng cũng luyện thiên linh cái. Trời ơi, thằng đó thằng Quỷ Dương nó giết 3-4 người bà vợ người ta có bầu nó còn giết. Dạ. Theo bị công an bắt đó. Bắt. Ông luyện thiên linh đó. Luyện mụ nội với sau này đâu còn ai giỏi nữa đâu. Dạ. Cái đời tao mới còn những thầy giỏi. Làm sao nữa, làm tuyệt đối đúng vậy. Cũng như ông chú Hai Hành Lai mà ông nói hồi xưa thầy ông cũng giỏi, giỏi như ông cả Kim ông Tư nói là ông thầy hồi xưa làm cả chùa Tức Phốt với Kỳ Tôn đó ông Tư. Hiện giờ bức tượng ông còn chứ? Rồi tôi quen cái chùa chạy đi đông xuống đi vô trong đường núi Tô đó. Dạ. Có cái chùa nhưng mà gần Kỳ Tôn nhất đó, chùa lớn lắm. Chùa Rồi Quen. Ồ, chùa Bà Đen. Ông cả ông cưng tao còn hơn ông cả Kim. Yeah. Có món ngon giật lại gì không? Lúc đó đóng quân xanh quanh chùa trai con chết là kêu quạt lên chùa Rêu Ven là chùa mà ở ngoài chợ Chị Tôn vô phía bên tay phải. Lúc đó ông cả chắc cũng 60 cũng già còn mạnh, bị đệ tử ông học chung thầy với tao. Tạc sóc thầy. Ở trong chùa đó có thờ Bà Đen nữa đó ông Tư? Có. Là Bà Đen hồi đó, hồi xưa mà ai trong chùa đó mà ai đi vô viếng chùa đó ha, mà đi tiểu mà vòng vòng ở trong khuôn viên chùa là bà bẻ cổ chứ. Đái bậy là bẻ cổ đi. Bà Linh. Ở đó lượm 3 con bồng bồng. Dạ. Yeah. Đẻ trên mấy bọng cây đó, đẻ rồi nó rớt xuống hồ đó. Bằng chân cái anh bông bông nhưng dịch mình mới nở bông trắng bông đen. Lượm cả bầy vậy đó. Con bồng bồng nó đẻ một cái bọng cả trăm trứng. Ghê. Con bồng bồng là con gì ông Tư? Con bồng bồng nó như vịt mình mà nó còn cắn cắn à. Con chưa biết. Bây giờ nó còn bị cả mấy chục con đó. Cái bọng nào êm nữa đẻ chồng đó, con nào nở thì chung lên được thì rớt xuống hồ. Sao ngộ nó không làm tổ riêng hả ông Tư? Cái bọng đó nó đẻ chung bọng đó hả, với cây nào bọng êm mới đẻ. Dạ. Tao lên tao hốt trứng đầy nhóc nón sắt mà chưa được phân nửa. Trứng lên bằng trứng cu, trứng cu vậy đó. Dạ. Không có xuống luộc hả. Sao đặt con bồng bồng không Tư? Con bồng bồng nó giống le le mà nó nhỏ hơn. Nhỏ hơn lên, nhỏ hơn le le không Tư? Ừ, le le thì bông đỏ, bông đen, còn nó bông trắng, bông đen. Dạ. Bồng bồng nó nhỏ hơn, bồng bồng nó bằng bánh ít mình nhớ. Như bánh ít mình biết không? Không, con chưa biết con bánh ít. Bánh ít nó lội theo bưng rồi này kia, nó lặn mắt cá mắt nép đó. Con chưa biết cái con ở ngoài sông cái mà nó đang thù lùi mà nó còng cọc. Nó lặn xuống nước một cái chừng mười mấy hai chục phút vậy đó ông Tư? Ờ, còng cọc lên điểm nó lặn, con bánh ít cũng lặn bắt cá bắt nép dưới nước vậy đó. Con thấy con đó mà nó lặn lâu thấy ghê luôn á, nổi lên. Lâu. Mỗi tờ nành ta nuôi con này nè, nó cắn anh ba mẹ, nắp nắm đầu đập cái Tư.
uống rượu gì mình đi ấy, cũng ở sau nó sọt, nó mỏ nó bén dữ lắm. Dùng cá lóc bằng cùng tay đâm bên đây chỗ bên kia đó. Ôi ôi. Đâm cá lóc, anh đi lên, anh té lên, té xuống, cá lóc nặng, nó lên bờ, anh mới giục lên trên, anh hả họng nướng cái tụt. Ôi ôi. Nó mới giục lên cao, nó cứ công nhận nó hay nè, con gì nó có nghề. Con gì cũng có cái nghề. Ừ, nó xỏ cá lóc thì nó giặt cá lóc bay, tại nó như này, nó nước cổ nó là cá lóc để cái tụt mình còn khúc đuôi không mà. Yeah. Cá lóc chừng 200-300 rồi ra mới nuốt, còn lõm rồi con. Yeah. Hay nha. Rượu người tao nuôi nó giữ nhà còn hơn mấy ngủ rượu này lại ban đêm lại nó trôm chảy máu đầu la vậy. Mày có đi lén vô nó cũng làm cái kịch đầu chảy máu hết hồn. La. Nó uống rượu bên nhà rảnh đó, cái hầm này tao nuôi cá rồi dữ dữ lắm. Yeah. Anh lặn với cá, tao rình tao coi anh lặn. Chỗ hai cái cánh công anh nó có chồng lông nhỏ nhỏ. Yeah. Anh lặn với anh rung tè tè bên cá lo, cá nó quảng hồn chuối. Chuối là mỏ anh rài đụng cá anh đâm luôn anh đem bờ. Đem bờ anh giục lên trên anh đứng nó bọc. Mà nuốt ngày sáng con chiều con hả? Tao mới biết mày. Con rái cũng vậy. Con rái nó lặn về sâu 3 thước nước, 4 thước gì con đứng trên bờ mà con nghe mày mà giật mình. Yeah. Không biết anh làm gì mày nghe nó ụt, ụt, ụt chứ làm thấy ghê lắm nghe mà trên nước. Mình nghe đó. Nghe dưới nước hả không tự? Ừ. Ngộ ấy. Anh lặn đâu tim rần rần bởi cá nó mới giật mình nó chúi. Yeah. Ảnh chừng 3 kg mà ảnh bắt được cá 3 kg, anh ôm mày thấy đứt ruột té lên té xuống mày lên bờ anh nhả ra con cá sống nhân à. Yeah. Cái răng khóa anh cắn hai mắt cá đó. Rồi tay anh ôm con còn có 3 giò, anh lôi con cá té lên té xuống té đứt ruột. Trong nhà con ở dưới con mà có con gái là gia đình 3 gia đình khỏi mua cá. Là mà mình nuôi nó khôn lắm ông Tư? Khôn dữ lắm. Yeah. Con nuôi nó phải cho ăn cá chín hồi còn nhỏ nữa. Phải nướng cá cho nó ăn, nó bắt cá sống nó không ăn. Yeah. Con nướng cho nó ăn. Bắt đầu nó bắt cá sống nó đem về nhà. Đem về tới nhà con. Hồi đó xong này té ngửa, đừng bà té xong hoài, la làng hoài gì. Là sao? Cỡ dầu này lần đó cò góp chợ đó, cò áo trắng đó. Yeah. Cảnh sát đó. Nó nuôi con rái thấy người ta bằng cá bên kia rồi ngoài bên đây mở dây thả lặn một hơi tới bển đồ ngựa đương rửa cá kia bằng cái xiết quảng hồn buông chớn chới té xong đồ con cá mất tiêu. Anh hai nhiều nay ra chợ cũng vậy, sáng nó mở dây xích ra chợ rồi nó đi ra mấy cái xẹp cá, cái đống trà mày đó nó bắt mà thì nó bỏ rồi con kiếm cá kho không ra. Yeah. Cá nào lớn nó bắt trước hết. Hay ghê. Công nó nghề nghiệp chấm nữa. Đi săn trên đồng miên mùa hạn này nè, đìa rồi kiếm nước kẻ bành kỳ rùa 2-3 kg còn lọt mắc kẹt kẻ. Vậy đó mà mưa có nước là cá lóc con nào nó 2-3 kg anh bắt anh ăn bỏ đầu lên lượm đầu anh ăn ngon. Bộ con gái nó không ăn đầu sao? Không, tuyệt đối không ăn đầu. Đầu nó để cúng tổ. Yeah. Đói gì đói cũng ăn thịt không. Vậy là anh ăn từ cái cổ xuống cái đuôi cái đầu. Ờ, ruột ăn. Đặc biệt cái đầu không ăn, bỏ lại. Yeah. Lượm 2-3 cái đầu thì quất nào canh chua và bá rồi dòng cá lóc 2-3 kg cái đầu cũng bằng bắp dế mình nữa. Dạ. Yeah. Đi ăn mót ảnh hoài. Cái loài vật gì mà nó khôn ghê. Đâu quá nó có thành con. Năm yeah. nào cũng phải cúng thành, không biết ngày nào. Qua Tết mà không biết ngày nào, tháng nào nó cúng. Nó cúng là nó tụ hợp lại nó cúng. Ừ. Dùng đó nguyên cái bầy nó mấy ngàn con, nó bắt cá, lương, rắn gì nó sắp hàng đó. Cúng rồi đàng hoàng là mà ảnh đương cúng mày lại mày giật mày ăn được. Anh cúng rồi anh đái, hôi rình hết ăn.
nó bắt lên bờ sắp hàng không? Sắp hàng hết, cung tổ anh. Rồi mình lại mình bắt mình buồn nữa, anh đâu dám cự mình, gậy cây đập chạy chết mẹ. Mà anh trúng bầy đá lớn mấy cột đâu á. Yeah. Cá bắt lên hả ông Tư? Cá, lươn, rắn gì anh bắt hết. Đủ thứ cho anh đem lên cúng. Đem sắp hàng nữa, cúng rồi anh đái để bỏ đi. Ý sao ngộ ông Tư, cúng rồi là mấy ông mất đái, đái vô mấy cá đó hả? Tại dòng giống như vậy, đái bỏ. Chứ cúng không ăn. Nhớ không cho anh ta ăn luôn. Không cho ai ăn. Rồi mình về mình rửa hết không ông Tư? Không hết này. Cái nước nó đáy ra nó hôi, nó cay con không ăn được. Nó thấm vô tới con cá luôn hả? Thấm vô, mà lại gần nữa mà chịu không nổi thì sao mình ăn được. Ui, nó ngộ lắm. Bởi gặp ảnh đương cúng vậy rồi chúng nhau năm ba đứa mình bẻ cây rượt. Ủa anh bỏ lặn xong hết rồi mình mới hốt cá kéo gì vậy? Bộ ơi, lúc nó cúng là nó ngồi xung quanh hả gì ông Tư? Mình không thấy nó. Ông cò không nói đó, mình không gặp nó cúng. Cúng làm sao mình không biết, nhưng mà cúng rồi anh đái không rõ à. Không lợi dùng đó nữa. Còn nói dùng này có 10.000 con, anh ỉa đâu đây, anh ỉa chợ voi phải không? Cái bãi ỉa anh chợ voi là ăn ở đâu cũng về chợ voi ỉa. Có thể cứt nó lên tới đầu gối mà. Thì chỗ nào chỗ một hả? Chỗ một. Ngộ ha. Không ỉa bậy bạ. Con rái nó có thằng tao bị nó đi đồng miên nó dí tao mấy lần. Mà 4 xuồng 8 thằng thợ săn không á. Hai xuồng thợ săn, hai xuồng dân lưới trăng, xuồng nào cũng 3-4 cái chỉ xuồng. Cái chiều cột ăn uống nhậu rồi này kia cứ ngồi uống trà. Cái tao nghe cái u như túc tù già mình á. Yeah. Rồi bị anh ở nước anh thổi kêu rong lắm. Tao nói trời mẹ sao miên bữa nay lên tới đây túc tù già cũng trời. Mà ngay cái lùm cây, cái lùm bự ở nhà bác nè, cột 4 chiếc xuồng nữa. Rồi bỏ xào ra còn kích chuồng lại đang mình ăn mà, ăn uống mà. Yeah. Nghe un ba hơi vậy, tao nghe rần. Cái bầy đó độ 5-6.000 con. Ôi dồi. Con rái mà cái giò nó tao xè bằng tay vậy, tao ịnh xuống dựa bằng giò nó. Quá lớn không Tư? Nó quảng đồng nó lớn lắm, nó 5-6-70 kg một con. Yeah. Tao mới biểu anh hai mày, tao mở dây chuồng, tao biểu anh hai mày dở đèm lên kẹp bình vô lẻ. Dở bình kẹp bình đàng hoàng, rồi mấy anh kia hỏi gì ông Tư, gì ông Tư, tao đâu có nói nữa. Tao đậu đèn, tao cầm cái chĩa, tao dòm. Y như tặng bảo vậy anh lặng, mày thấy sống chỗ nào cũng đều hết á. Mất tiêu. Rồi cái hừng sáng buổi chiều hôm sau cũng đậu tại cục lùm đó, ăn uống tại đó nữa. Bắt ban chuột mần dục ra dòng cá sát với cá trời vinh cá he này, dòm thấy chừng nửa công đất ăn rầm trời vinh con bành cá sát con bắp tay lưới 7 phân rưỡi mà dính đó mình. Yeah. Tao đem theo một bao lưới 7 phân rưỡi đã rồi. Mà rồi cái ta đưa mấy kia nấu nướng, ta đi bủa lưới. Không dám bủa nhiều, bủa tay một. Yeah. Tính cá đó mà một tay bà nội ta ăn không hết, mà thiệt ăn không hết thiệt. Mới vô bủa xuống rồi nó dính gỡ là luôn, ngựa nó mấy rổ rồi. Quá cá. Rồi nấu chua, nướng này này kia rồi ăn, chê chuột. Bỏ chuột đó, mình ăn cá. Cá sát tao gớm đâu ăn, cá sát con nào cũng lấy bằng bắp tay mấy trăm rồi đã ăn con. Cá sát nó ăn tạp. Tao gớm nó thì hồi đó dưới sông mình ăn tạp lắm, kêu cá lục tỉnh mà. Có khi nào mà ông Tư văn lưới gì mà mấy con gái cá nó dính vô không ông Tư? Dính một què rồi mới sáng còn dìm không? Là sao ông Tư? Nó xé trần lưới còn dìm không? Lỡ nó xé luôn hả ông Tư? Xé chạch bách hết. Phải văn nhiều thấy mẹ rồi. Nhờ dân con tay xé lưới sạch. Sáng lại rồi có thấy lưới nằm đọt cây. Anh leo lên anh nằm anh gỡ cá, anh bỏ lưới đọt cây.
chết đi mẹ, phải văng nhiều chết rồi. Rồi cái chiều cái ảnh ngủ cách đó đâu chừng 200 thước. Ảnh thổi khác, thổi như mình thổi càng lá chuối vậy. Yeah. Lá chuối te 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 mà nó thổi dài lắm. Nó thổi ba hồi vậy mà giờ khu rừng nó rung rinh rừng hết. Là nó chừng 3-4 mẫu á. Nó tụ về không ta? Ừ, tụ về ngủ, chỗ điểm anh ngủ tao nói mày chết mẹ mày rồi. Tao vũa chĩa vũa đầu đèn đuốc rồi này kia đàng hoàng. Tao anh hai mày đột kích vô mấy, tao nói mấy mày đi đông được rồi để mình tao. Vô tao gặp cụ Linh đâu có lớn, nó lặng. Cũng nửa dòng chùi tao để xem cái rột mà bị nó bề dẹp nó mình đâm đâu dính. Yeah. Bị nó chúi xuống mình. Rồi vô không gặp con gái nữa. Ngộ không Tư? Phụ ngựa buổi chiều đó mày hâm là nó rút quân đi em run. Không lẽ nó biết trước không Tư? Tự nó có thần mà. Mày mà đặt lờ đặt lợp mà mày thách nó không còn cái lờ mày ăn, không còn con cá ăn. Xé lờ lợp hết trơn. Ôi ôi. Ghê vậy. Đặt ở trên phải bẹo nó lá rồi giấy. Quần áo cũ treo lên nó giấy. Chứ mày mà nó bởi tao kể như mày nghe nó ngộ đó. Có cái lộ bôn bốt nó đào thì nhà dân Việt Nam mình cất nó cũng cả mấy trăm cái. Ông này nó tên Ba Lát. Yeah. Anh ăn nhậu dữ lắm, anh mua 100 cái lờ vì anh bông cái nhà anh đây nè, có cái kinh nó đào nó đắp lộ nè. Yeah. Nếu nhà anh bước lại mấy kinh nó chừng 2 thước vậy. Anh đặt mẹ bị cá dữ lắm. Cá sặc một cái mày đặt sáng mày dở nửa lờ. Yeah. Anh đặt rồi sáng không còn cái lờ nữa, lên lờ lên lục bình ở xé banh hết. Anh đi mua 100 cái khác nữa. Anh vũa chĩa đủ mẹ đêm nay tao thức chết tao cũng thích. Tao đâm cho mày xé tao nghe. Mà không biết mấy gái xé nó không Tư? Sao không? Nó ăn nó đi tới đâu nguyên bầy nó rần 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 cũng như người ta mình. Yeah. Đi mấy ngàn con mà nó làm dữ lắm. Ủa ngựa anh thức biết anh ngủ quên sáng không còn mẹ. Bữa trước còn chữa đợi đặt chút đỉnh rồi bữa sau nó sẽ tăng bành luôn. Mà phát ổng cái là bị gì đó không Tư? Ừ. Anh vô cái lợp cá lóc mình lợp ở tỉnh nó đặt cà rào lỡ không mà chẳng phải lợp cá như mình ôm ôm đâu. Yeah. Hai đứa mình ôm đi giáp dở lên gặp ảnh trong lợp rồi đụng hoa hạ cái lợp xuống đặng rút mát là dở lên ảnh mất tiêu xe ôm lợp nè. Sao nó hay không Tư? Trời đại tài văn lứ ban ngày ông kia ông văn lứ bữa tao đi săn ảnh. Hôm kia ông văn lưới ông chống chuồng về dưới này tao chèo một chuồng lên ba thằng. Một thằng bơi tao ngồi chính giữa một thằng chèo. Anh hai mày chèo. Rồi gặp ông này văn lưới ông già rồi cái thằng bơi trước thằng Campuchia châm tiếng Miên nói ông ơi sao ông dắt này về rồi ông hô. Con gái nó kêu tiếng Miên kêu cà thia. Ông ngỡ gỡ cá để chuồng anh phóng chuồng anh bắt cá nè. Anh rút xào ruộng người nó phóng lên 4-5 con anh rút chèo chèo chạy luôn bỏ lưới luôn chèo gì hết. Bị mấy gái tấn công luôn. Tấn công nó con đâm nó trịch ngang nó cắn con chết liền. Đâm nó phải nhận nước chứ mày đem chuồng nó la cái ác là nó giết mày liền. Nó bình nhau không Tư? Bình dữ lắm. Rồi cái nó hỏi tao đi đâu cái thằng ngồi trước cũng Miên trả lời đi săn rái. Nó lên đó đó dữ lắm mới rượt tôi ra chạy về mới rượt tôi chạy về phụ nữa lên này giờ mình không có cái gì đi có thần. Dạ. Yeah. Đi biết những hồi đó bác săn quá làm như có cu hồn con khỉ mà con khỉ tao đem về đây 27 kg nó không sợ thằng nào hết chỉ ấn mình tao à. Tao lại vỗ đầu vuốt rồi kia ôm rồi chơi ngủ chơi ôm nó ngủ chơi được. Người khác lại gần ngủ nó nhướng mày liền nó đứng dậy nó kênh mày liền. Bởi tao nói tội lỗi cái đầu nó hết bông gáo như Hàn Quốc như Úc trời ôm rồi đó đó. Yeah. Trên này bằng răng con kỹ dòm thấy lực lượng.
tao cột cổ anh xây vòng đi, lỡ cổ tao mới cột cổ hết. Anh đứng vậy anh cầm cái vòng tao nó út trời ôm đóng dây vua nè. Kỹ luôn thiệt. Hồi xưa ông Tư có bắt được con gái nào không Tư? Không mày. Không bắt được con nào hết trơn. Ừ, hồi đó ở đây bắt ngoài Âu Long Vĩ được vài. Hồi còn ở ngoài đồng Âu Long Vĩ bắt được, còn lên Miên bắt không được con. Rồi bắt ăn thịt luôn hay là bán không Tư? Không có khô nào mà ngon bằng khô con gái. Ông làm khô con không? Xào thật nó thì nó tanh đình con ăn không được. Dạ. Xào phải bỏ nước nào đầu. Con chặt ra rồi đổ để muỗng muối vô con xào cho nó ra nước rồi đổ nước đó bỏ. Yeah. Rồi mới lấy xả, lá xả mình bóp chà cho sạch, dắt cho hết bọt mày xào là mày ăn mới ngon. Còn mà con xào như thịt gà, thịt heo mình đó mày rồi mày đổ bỏ nó tanh rình, ăn được. Kỳ thế. Ừ. Còn vậy mà sao bằng khô ngon. Yeah. Vậy là ông Tư có ăn thịt con gái rồi. Ồ, miết mấy chục. Đó tao đi săn tao bắt hoài. Ông nội bắt có một con có ngọc trong bụng mà đâu biết ngọc. Ban đêm nó sáng là như cái đít đom đóm. Yeah. Ông có để một bọc cái cùi ông hút nè, anh em hút ăn cắp ông y như nặng xào nè, bị ông lột ra ông bẻ ra gãy. Yeah. Ông mai cái lòng phái ông để rồi mất luôn hả ông ta? Thì để một hộp thuốc biết nào lấy. Trong bịch thuốc rê ông hút quá. Yeah. Rồi đó thằng nào ông hút đó cũng đâu có nghĩ gì như bây giờ. Đâu có nghĩ. Với lại đâu có biết ba cái đó đồ quý. Đâu biết đồ quý. Cái đó ngọc ra. Bây giờ nó hết rồi. Ngàn triệu ức con chưa có một con. Yeah. Mấy con đó ban đêm đi sáng là cũng như con đốt đèn pin nước mỏ. Yeah. Mấy con đó chắc con chúa quá không Tư? Chúa. Bà nội rơi rái trên biên thôi đừng nói nữa, bày 5-10 ngàn. Bên tre tầm lít bày nó chừng 3 ngàn con, rái trắng tư như thỏi. Màu trắng không hả ông Tư? Màu trắng cái một. Bên đó mày nói sách một cái là mày 30 ngừng nó cũng được mình. Chứ đừng nói 1-2 ngừng. Nó hung dữ đó hả ông Tư? Hung dữ lắm. Nó con nào nó cao bằng chó bẹt rêm. Rái móng. Nó có móng gì chó, còn rái cùi ảnh nhỏ nhỏ 9-10 kg trở lại anh con tay anh có móng. Yeah. Bây giờ mới còn không thấy không Tư? Không biết mấy chục năm nay mà còn, mà chắc rút quân ấy, bây giờ há cá đâu còn. Mà nó rút quân rồi nó sống ở đâu rồi, còn bây giờ người ta điều tra biết mày. Tao yeah. Có thần mà. Bị cái vùng nào nuôi sống ta cũng như bác cháu mình, chỗ nào mày mần lúa ruộng được mà chứ mày lên núi mày không có sợ mà mày đói nữa. Yeah. Mà ngặt cái sông nước bây giờ nhà cửa người ta xèo xèo, ở đâu cũng có nhà chứ người nó sống ở đâu. Mấy cái bưng đồng cũng còn chứ. Còn mấy chỗ lâm nhiều anh trốn tránh. Rắn lương gì anh bắt. Tao sợ bầy rái ở Sài Gòn Bình Chánh. Chợ Bà Hôm chợ Đệm á. Hồi đó trên đó cũng có rái nữa không Tư? Bà nội rái gấp 10 lần đồng miên nữa. Ủa. Có thể nó đi mày 3 tiểu đòn mày lội thua cái đường rái nó lội đó. 3 tiểu đòn là 2,000+ người mày đi thua đường rái lội đêm đó. Cỏ cây mình lội không nổi, sáng anh lội cũng như mày con sông mày mới mút. Cỏ mất hết còn sình không à. Ghê vậy. Bà nội tao vô bữa đó. Tao ngồi bên đồn đây bờ sông kia cách chừng 25 thước là cái sông á. Yeah. Anh ăn nghe rằn anh la dậy bên tao nói đã rồi tao đâu nói chiều tôi sắt mấy chục trái mìn lại mo tao qua tao gài hết trơn chừa cái đường anh đi vô không à. Một bữa anh lên anh ăn anh lên bờ ruộng anh liếm lông rồi này kia đó. Yeah. Cỏ bờ ruộng cũng như mày mần xịn bụng á đà xẹp lép xuống ha. Đầu ngựa đêm đó anh vô anh ăn với anh kéo ngay ra đường anh không lên bờ. Không có nổ trái nào đâu. Không biết hả ông Tư? Ông bác nói với con nó có thần. Dạ. Rồi cái bữa sau đi lục xác bỏ đồn nó lội ra đâu chừng cây số tôi gặp đống bãi cứt anh ỉa. Mà anh ỉa chừng mấy công đất kia dùng cua biển mày biết cua biển nó vừa gì không? Yeah. Anh bắt cua biển anh ăn dùng nó cua biển dữ lắm. Tao mới gặp chiều tôi đi 6 thằng ra đó.
tao gài mìn nổ một trái 13 con. Tao độ chắc nhiều lắm, bị trái mìn lửa mo nó tới 100-500 cục đạn bi lận. Độ bị thương nhiều, bắt về sao nấu ăn bữa. Rồi anh bỏ khu đó đi mất tiêu luôn. Nó có lông không ông Tư? Lông. Nó cũng như lông con chó, con mèo. Nhưng chó si mà nó dài đòn hơn chó si, nó lùng thiệt à. Chứ con gái cùi á, 9-10 ký con trả lại, còn gái móc mấy chục ký. Về mà ông Tư mằng lột da hay là... Lột da, chứ da nó còn nhai gì đứt. Mằng như chuột con chó mày thả, cắn sáng tới chiều, con gái đứng đi không nổi, không lụm miếng nào. Dùm chó nó cắn hàng hả gì. Mà thịt ở trong bầm. Bầm thịt trong với da không lủng lỗ nào. Rồi con mần cũng như mần chuột vậy hả ông Tư? Lột da mần con chặt ra rồi mới làm như bát vậy đó. Để cái chảo không nước rồi đổ thịt vô, để nấm muối vô, cái con xào cho săn lại, con nhắc để ra rổ. Mới lấy lá xả chà bóp cho hết bọt. Rồi dắt thịt rồi mới đưa vô, mới ướp gia vị ngọ sao á. Nhưng mà tanh hôi hết. Tanh, giờ ảnh ăn cá thôi. Tanh. Bị nó ăn cá không hả ông Tư? Cá, rắn, lươn, cua, ốc. Mà công nhận bởi con vật rừng có thần linh, hộ mạng. Bên Phú Quốc, ông Vui Gia Long, ông mày ăn rái là ông tu di cụ tộc đó, tức là giết hết dòng họ mày chín đời đó. Hồi xưa gái nó cứu ổng không? Bị lúc mà Nguyễn Nhạc, Nguyễn Lữ quánh ông thất thủ, ông chạy qua Phú Quốc á. Ông trốn trong rừng rồi gái nó bắt cá nuôi quân. Con đi ra gươm giáo không lưới câu đâu có. Bị ông tránh dì Dương có... chạy chết qua không bên. Rồi không có nước uống nữa. Ông mới xuống bên cái chỗ bữa đó, con có lợi miễu bà chú xứ không? Có chứ, thì dạ, đi có, mình có. Ra miễu bà vợ ông đó. Dạ. Ông mới thọc kiếm ông quậy với nước rồng, có mạch nước ngọt ngoài, nước dưới bún lên. Dạ. Nước ngọt không à? Ông tránh gì? Tránh gì Dương? Có Long Thần hộ thể chưa? Có chứ, mấy ông tránh gì Dương có hộ pháp theo hộ trị. Rồi cái gái lúc đó ông mới đi diện cầu quân Sim đi qua Thái Lan á. Cầu đang nói tiếp diễn cho ông. Rồi bên này thái tử con ông mới khát sữa, bà mới ẩm đi xin sữa, không chỗ nào người ta cho. Lúc đó ông làm sao mà ông bị gặp nạn dữ hả ông Tư? Bị dòng họ chú ông bác anh em cút ngôi. Lạc gì lạc đổ ông, cũng như giờ nói lạc đổ tổng thống cũng luôn dông. Mà cái núi chỗ... cấm này đâu phải tên núi cấm, núi cấm là ông đặt. Ông cấm người dân lên đó không Tư? Cấm không cho dân đi núi. Bị quân trốn trên mày đi lộ cho. Đằng kia người ta đương tri đuổi. Đằng kia ở ngoài Quế, ngoài Trung ở đó đi vô đây cũng đâu phải vừa, cũng mấy tháng mới tới đây. Chợ lộ mới mặt. Rồi vậy cũng bị lộ. Rồi mày trốn qua Phú Quốc. Mà Phú Quốc ông ở cái chỗ nào mà không có để không Tư? Chỗ Miễu Bà mình đó, ở luôn cái biển á. Nghi An Miễu Bà đó không Tư? Đóng quân dập đó. Rồi Rái nó mới bắt cá nuôi quân. Rồi ông mới phong chức cho Rái là lan lại đại tướng quân. Mày mà bắt cũng như mày giết đại tướng quân của ông. Ông giết dòng họ mình cho được. Cấm không cho dân bắt Rái ăn thịt đó. Cột heo nai hu gì bắt ăn tự do, rắn rít gì ăn tự do. Đặc biệt con Rái là không cho bắt. Thì bắt cá nuôi quân ổng kìa. Rồi hôm qua chim ông cầu chim nó hứa diện trợ đem quân tiếp ổng. Nhà thái tử mới đói bà, bị bà mẹ nuôi đâu phải mẹ ruột có sữa. Cơm gạo không có nữa, lấy gì thái tử khóc quá. Bà mới đi xin sữa tới đâu người ta cũng không cho. Tới. Cho kỳ không Tư, sao ta không cho? Vì người ta sợ tội liên can. Ta sợ liên lụy. Thành ra bà mới ôm thái tử lên núi và chung vô mộng cây
hai mẹ con chết khô trong một cây. Bởi vì ông ấy tả bài thơ tôi quên rồi, dài lắm. Có cái câu nhớ là nam đa trá, nữ đa dâm, nữ đa tâm, đa dâm chứ. Nam đa trá, nữ đa dâm. Rồi, cái câu đầu, sơn bất cao, thủy bất thâm. Tức là núi không cao, nước cũng không đen đục. Rồi, nam đa trá với nữ đa dâm. Rồi sau này nam đa trá, nữ vô tâm, vì không cho sữa uống. Dạ. Thương mẹ con chết khô, con chết tan, tình ấm dẹp yên, mình định kiếm gặp mẹ con ở bồng cây mới cất miễu thờ quá. Đâu dám cho thái tử khóc, đói khóc la bà ép, mất thở thì chết, sống gì nữa. Thì bà cũng chết luôn. Chết. Gì? Em vợ con. Thì mình ấy bây giờ tương lạc mình vô mấy chỗ đó, chỗ bây giờ con thấy đâu phải chỗ kính trọng đâu, chỗ ăn chơi. Thành ra tao không vô mấy chỗ. Nó cứ rút ruột ra. Mà mấy ổng không có lột da, mấy ổng cạo lông đó ông Tư. Không, tao không, tao gốm lắm. Tôi có hay bị gẻ, da thui thì nó bị gốm tí. Mà tao đồng lột đồng da tao bỏ à. Rồi con rút ruột, rồi con úp gia vị, con dòn gia vị vô bụng cái quất cái vị sắt bự nhìn nó nồi đất mình bự đó. Nồi đất không bằng thùng phi thì nó chín màu. Rồi mày chắc chuột cái sắp hai ba lớp rảnh cái úp cái nồi lại cái đốt rơm ngoài. Như quay vậy hả ông Tư? Quay đó còn ngon hơn heo quay mình. Vàng cháy ông. Bà nội mày ăn nó giòn rụm như cốm mình. Vàng. Đâu có chứ, ăn nào chiên nào, mày muốn ăn con nào gấp nguyên con để chén đồ ngựa chấm quất nguyên con. Gặp nguyên con cắn luôn. Đói bụng quá ông Tư? Đói bụng quá. Một mình thì con ăn năm con chuột mà mày hết ăn cơm rồi. Ơi. Đặt lợp đây, cái lợp con bệnh nó như cái trà rào mà nó nhỏ hơn. Nó làm bể hết. Dây bệnh bằng lớn. À, cá làm bể không Tư? Cá làm bể hả? Ồ, cá gì đó mà bự dữ không Tư? Ồ, nó cá lóc mười mấy hai chục ký, cá rô thứ hai ba ký là thường. Cái bưng đó. Nó nằm giáp bên Thái Lan không Tư? Ừ. Còn dân trồng lúa đó, nó rào cũng như đồn mình, mà heo rừng mà gần lúa chín rồi nó ra nó phá ăn đêm mấy công mà sợ trời. Ờ. Nó ủi nó ăn rạ mà nó còn ăn, ăn hết hộp là ăn rạ luôn. Dạ. Vậy là bên cái giáp ranh dưới Thái Lan là nó có cái hồ nước đó hả ông Tư? Đâu có biển, rồi cái dãy núi đó. Dạ. Rồi trên dãy núi đó là nước ngọt. Dạ. Nói cái dãy núi chứ con đi 3 ngày từ bên đây qua bên kia chưa tới. Nó dài lớn không? Lớn lắm. Ngồi tắt điện tư. Xin kính chào và cảm ơn quý vị. À. Biết nào mà được đi qua tới bên đó cho biết. Ờ, tao có mấy thằng cháu ở bệnh Việt Nam mình. Rồi cái nó dồn mình vô đập. Con cất nhà sàn ở dưới rạch không mà chuồng ghe phải chuẩn bị đó. Ủa, có súng nổ là xuống chuồng ghe thả ra biển. Sợ nó bắn không? Nó bắn chết, nó bắt cóc, nó chuột tiền. Yeah. Nó ăn cướp. Ngộ á. Rồi thằng Thái với thằng Miên này có thằng nào đâu mà tốt, đâu mà ngộ. Xấu quá à. Ăn cướp dữ. Rồi lúc trước ông Tư rồi đi qua bên cô Công rồi này kia, nó cũng đi ngang đó hả ông Tư? Đi ngang đó. Rồi đi qua đó rồi bữa đó nó chở đi qua thăm thằng bạn nó bên đó. Yeah. Rồi tao mới kêu ông già vợ của em mày, ông xui tao, ông già vợ ăn cành nè. Cái lú nó bằng cái lú con khúc, không phải cái lú cái gì á. Con đặt dưới sàn nhét dưới rồi sáng mà dở mấy kg tép tôm. Nó giống như cái lợp mình không ông Tư?
nó làm kiểu gì kỳ mẹ, vuông hay tròn không thôi? Tròn. Còn mà bị lúc đó ông đặt lúa ngoài kinh bảy nè, ông dĩ nè. Dạ. Rồi ngựa qua đó, ông phải nghe lời tao, qua đó một năm là làm giàu. Cá biển, ví dụ cá biển 200, cá rô đó còn phải 300, 400 ngàn ký. Dạ, cá đồng mắc hơn. Cá đồng mắc hơn. Còn heo rừng dùng đó thôi. Bữa đó lũi vô nó chạy, mày thấy cũng như y mày lùa bày trâu ngé chạy. Ôi ôi. Rồi không ai săn hay sao bên? Không mày, dùng đó đường quá à. Rồi cá mắm nữa bên đó có ai bắt không thôi? Ít. Có Việt Nam mình ở gần gần giáp ranh Thái đó, Việt Nam mình bắt. Dạ. Yeah. Việt Nam mình ở đông lắm, mà trên lộ đó. Dạ. Yeah. Còn tụi tao ngoài mấy biển này, từ đó vô nó mười mấy cây số mới tới lộ. Con nghe bóp kèn. Xe chạy bút kèm mình nghe, mình ở biển. Vậy là ông ở, ở rừng gần biển. Biển. Mấy biển. Rồi nước ngọt nó chảy ra, mình dòm cá đó. Trời mưa rồi mình dòm tới dưới kinh bọt không. Cá nó ngót biển ra đụng nước mặn, quay trở vô. Dạ. Yeah. Trở vô lậu đuối rồi. Dạ. Yeah. Cá nó trình hai bên mé, mày ổn thôi. Cá trà vinh, cá trắng nó chết. Hết, cá mày lúi rồi, thắt lát rồi. Lúc đó cá ăn gì hết không thưa? Ăn gì hết. Còn nó nói ba ơi, cái con cu đinh ba ba, con rùa đó, không làm gì hết đâu. Thằng này nó ở coi... Nó ở... Lét đét hay sô nô gì đây nè, thằng Miên này. Dạ. Rồi vợ nó chết, nó xuống xuồng nó đi, đi tới bển luôn, có vợ khác. Bỏ vợ bên đây luôn không thưa? Vợ chết. Dạ. Buồn bỏ đi. Nói tiếng Việt rằng đó, chiếc xuồng của nó chở 4 khối cây đó. Ủa chiếc xuồng gì mà dữ? 500 giờ lúa. Cái đó chiếc ghe. Chiếc xuồng Thái. Dạ. Chiếc xuồng nó đóng đã lắm không? Nhọn quắc đó không thưa? Rồi tao về tao đứng chưa, tự dưới lường đứng chưa lú đầu lên bé mà. Dạ. Xuồng kiểu xuồng qua lá hồi xưa. Dữ lắm, nó nhiều lá. Chim môn chở cây. Chi chở cây mướn rồi nó qua cảng công xôm rồi ba bán. Dạ. Chở dán ở bển á. Tụi nó lâm tặc nó cưa rồi con bên đây nó đặt cái thằng này đi chở. Ý rồi kiểm lâm rồi này kia không thấy không thôi. Thận đi ngoài biển đi, chiều tối nó đi. Dạ. Thì hừng đông tráng nó chạy tới cả một con trôn dưới khỉ với con trúc con tê tê này nó chở được con là nó lợi con. Yeah. Bển thì nó mua rẻ 100 ria 200 ria gì cái 100 đô. Còn tê tê đó ăn được không tê? Còn tê tê ăn mắc vậy nó công mười mấy triệu một ký. Cái thịt nó càng không tê? Ngon, nó ngon hơn con trúc. Ồ, ngon hơn nhím. Gì hả? Ừ. Rồi cái con chút con tê tê đó, nó thịt nó nhiều không tư? Nhiều. Cái dãy nó như dãy cá mình á. Dạ. Nó ăn ngon hơn con nhím nhiều lắm. Rồi ăn nó rồi mất nhổ từng dãy ra hả không tư? Ờ, con ấy nó chết rồi, cắt lấy quần máu. Dùng mà hôi xúc huyết lủng phổi đó con. Với bại liệt này con uống máu ăn thịt nó mặt nó hết hết con một. Dạ. Vậy là dãy nó mình mất nhổ từ từ dãy thì dãy hay sao không? Thiện như cá vậy đó, con trụng nước sôi rồi mày đùa với rột rột. Dạ. Ảnh cái mỏ anh nhọn quát à, anh cái lử anh dài, cái mình ảnh mà dài là cái lử dài đó. Ôi cái lử nó dài dữ vậy không? Ừ. Mà mày gặp ảnh mày đóng đá là anh cuốn là như trái dừa vậy, mày để bụng mày đi hoài, anh cuốn hoài, mày đi nhúc nhích anh cuốn. Làm thinh anh mở ra. Chứ nó không có cắn mình không? Tự không, không có răng. Yeah. Anh ăn mối với kiến không à. Yeah. Anh lên kiến vàng, cái anh thọc đầu, anh quơ trong ổ kiến như này, rồi trứng rồi này kia, anh phùng giải lên. Rồi kiến rồi này kia chung vô cắn ảnh, ảnh khép giải xuống, ảnh bò xuống dưới, ảnh liếm.
ý rồi nó khép vô vậy rồi con kiến nó chung vô tới cái chân thịt nó sao nó không cắn không tư cắn nhưng bây giờ đèo dính động đó mới chết anh Lý Minh Quốc cắn nó không đau hay sao không tư con nó thiệt tình mỗi lần tao đi săn núi voi này đêm nữa đó tao bắt được mười mấy con tao đi mình à cây gậy cái đèn pin cái võng cái khăn xà râm hồi đó đâu có bao bị như vợ thời World Cup á ba con chó đi con chó sủa cái rồi rọi đèn pin đi lòn lòn rừng vô hốt ảnh bỏ xà râm bộ nó nhỏ hay sao mà bỏ xà râm được mười mấy ký ủng mượn mười mấy ký 16-17 ký cũng bắt nhiều sao mà gánh về nói không thử dễ gì đêm nào bắt đỡ đâu có bữa đó trời mưa đầu mùa đó bắt được mười mấy con đi có đêm con đi được con hai con nhỏ xíu 2-3 ký bọn hồi đó mình ở đây nhiều lắm không tôi núi voi này nhiều vì thợ săn nó quen con đi ban ngày này đi núi vòng vòng con thấy chỗ nào ở ỉa tối mình lại nó bắt chiếm nó bộ nó ỉa chỗ nào là nó ở luôn cũng như đó. Nhà vệ sinh mình không ỉa bậy được anh ỉa cứt cảnh bị con mối với con kiến anh ỉa cũng như cứt bột mình xây anh ỉa quặng 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 ngộ hả ngon nhất là cái đuôi anh đuôi ăn ngon lắm nó gần hay sao gần không à cái dãy nó giờ 14 triệu một ký nó làm thuốc không tư thuốc mấy thằng tài tử mà đờn mita đờn này kia được cái dãy trúc mà dãy lớn trên lưng nó đờn hư mấy cây đờn chưa hư cái dãy trúc biết nào hư nó dẻo sừng trâu sừng bò con đờn nó mòn với cái dãy trúc con đờn không mòn dùng đất gò mối cúp mình cúp bay khói đó mà anh bư được anh bư vô gò mối cái lỗ sâu vô trong anh đầu anh quơ lịt mối tràn ra cắn cắn anh nhắm mà anh khép giải mà còn hở còn sót đó là anh bò ra ngoài anh liếm liếm no thì đi liếm không no trở vô làm nữa rồi nó ăn kiếm biết chừng nào mà no đó no á ồ kiếm cái mối này con gặp ổ lớn con ăn mấy hồi no đi săn ảnh với con phải dòm dưới đất dòm ổ mối ảnh khoét lỗ lớn mấy ổ kiến ảnh đập tua tưa tải ra lên quất trứng con thì rớt dưới đất còn lụm lại nữa chứ nó cũng leo lên cây được không leo được mà rớt ảnh đâu nhậm gì rớt cái ịt ảnh cuốn tròn như trái dừa lăn đâu lăn gặp ảnh mình bắt đâu có cần chĩa cần móc gì nhưng mà ảnh trung bọng cây bốn ba thằng mình gịch ảnh không ra ảnh bùn dãy lên cản cũng như cái gì bây giờ nó đóng tường đó là mắc kẹt luôn hả ông tư mắc kẹt luôn đóng gịch không ra anh xếp giờ lại không ra rồi rồi cách sao bắt ông tư gừng gió mình ảnh còn lú đuôi đó con mới bẻ cái dãy cho anh chảy máu nhai gừng gió mà chấm vô ảnh xè cắm như điện giật ấy kỳ đà nó chung vô bọng rồi con nghịch đứt khúc luôn cần cuốc kỳ đà này kia nó chung vô bọng nó ngoẹo cái đầu ngang hai giò nó banh ra rồi nghịch đứt ngang khúc ngang cái đùi sau lại nó chết chứ nó không ra không thôi không ra cần cuốc mà chấm cái đó vô nó có bị gì không ngay giò liền cũng kỳ luôn không kỳ đi săn mình mới biết vì không chừng con chăn mà nó quấn con này con kia mình lại mình làm gì đường gió không chừng nó cũng xả ra luôn rồi ông tư con chăn thì nhất là thuốc hút mình mày để vô chết luôn thuốc hút nhét vô miệng không tư nhét vô miệng chết luôn nó kỹ thuốc hút thuốc chứ hút thuốc phải... nào cũng được chứ không tư nhất là thuốc gùi thuốc rê mình thuốc dấn mình nhất là thuốc mấy bà già xỉa trầu cai xé nó nhét vô cục tay cái con ngậm cho ướt nước miếng mình mà nhét vô lấy cây đút hồng ảnh nắm lát buông ra anh giật từ miếng thịt ảnh ngay đo ra như cọng dây kỳ chết liền kỳ sao rồi con muốn lột da con mận gì đó con mận hết nhúc nhích mày chặt đầu bỏ sống đi mất đây nè nhà này ý rồi mấy con rắn chắc cũng thuốc hút chắc cũng bị gì luôn quá cũng bị
cái họ đó tại người ta sống vậy, nó chết gì vậy. Dạ. Nó kỳ với thuốc rê. Hổ mê bằng cái nhà rồi mày nhét nửa ký thuốc cũng đi luôn, sống gì nổi. Ngộ. Nó kỳ với thuốc. Theo như mà bây giờ đời bây giờ mà cá như còn như hồi xưa chắc thôi. Bà nội cá cô công đi du rừng mà dòm cái bầy rồng rồng nó lớn hơn chiếc đệm mà dòm thấy cá lóc lội cái cá chải mình vậy nè. Cá lóc đen thường mình đó không? Ừ, mà ngặt cái anh ăn không ngon bằng nước ngọt mình. Nước ngọt trên chuối nó ở lá cây đấy đó. Ăn nó lạc hay sao? Ừ, bên cô công này nó ít trên đường qua Thái, vì bên đây nó có dân nó đi vô ra nó bắt thường nó câu. Cái con cá nó không ngon là do nó lạc hay là nó làm sao không Tư? Nó cứng nhắc à? Dạ. Già cá quá. Quá già. Quá già cá. Cá lóc gì cái đầu cũng bằng cá lớn gì mà giờ mình thấy cá lóc hết rồi mình ơi nó rụng cá bông gì đang trị ta. Cá lóc biết nói chuyện. Ờ thằng kia nó nói không ơi cá lóc á. Vì thấy con nó trong nước ngọt mà suối mưa nó đổ ra mà đùng 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 mẹ ơi cá nó chạy đụng dòng cá trắng nó chạy đụng chạy đụng. Cái thằng ở trạm C3 biên phòng của Miên đó, nó cũng người Việt Nam mình mà nó chạy bệnh nó theo ông đốt rồi đó. Nó, ông lên đây ông ở với tôi đi, ông xây rọ xây này kia đó, tới mùa đó cá mình bán mình chia ăn. Tao nằm suy nghĩ 3-4 đêm tao nói mình đừng ký nữa ký vàng tối lại bụt mình biết thằng nào giết. Không ngờ rốt cuộc mình bằng có công cốc như không. Công giả tràng mới đắp mu cát đầy tên sống cái ào mất tiêu đắp nữa. Giả tràng còn sống nó bụt mình cho không biết. Xung quanh này lính nó không. Nhân viên mình đi mình biết bằng thì nó vụ 5-3 thằng thôi. Cụ đi thì nên ở bển nó giết mình đâu ai biết. Bà nội cá nó chảy ra năm cá trê con bắp dế, cá trê vàng mình á 4-5 ký, 3-4 ký một con. Mà mày dòm nó không còn vàng như cá trê mình đánh lên thui à. Do nó nước ở đó hay sao? Ừ. Tụi tao đi bức mây mai đi ngang cái rừng tràm rồi dây chạy nó bò phủ cái gốc tràm nó cả chục đứa mình ôm bị chạy nó bò á. Đi ngang không nghe ụt ịt nó chết mẹ rồi quý cá quý ơi. 3-4 thằng chúng nhau luộn lát luộn một bao phân mình đầy nhóc 3-4 ký con, 3-4 ký con. Cái đem bán ông đem bán để ăn ở rừng mà bán cho ai? Đó mày qua về tới Phú Quốc mình qua Chuồng Vít tới 4 cây số lận. Nướng về nướng đi reo đem can rượu 20 lít lần mà đi bước mơ mai mà vậy. đi mơ bước mai đi đâu cũng có gấp rượu reo đó. Mua rượu bên Phú Quốc đem qua vô can cho đi. Rượu hồi xưa uống ngon không Tư? Còn 3 ký nướng nha đâu còn nhiêu có đâu mất gì đâu ra ta có trái vỏ nó thôi đâu có teo đâu. Cá bông 9 ký tao nướng tao quất miệng nó 60 lít rượu gọn bơ. Ăn hết luôn hả ông Tư? Tao nướng tao nó hứa là nướng con cá bông màu sắc làm sao còn y vậy, dễ làm sao nó còn y vậy mà cá bông nó chín. Nướng mía. Mía còn cá cây mới lớn nè. Con mới gọt đầu nó túm túm nó mình xỏ lụi nó hai đầu này mà thùng phi đó. Gác hai cái khớp thùng phi để con đốt lửa ngoài này bị mía nó lú ra cả thước mấy ngoài. Đốt từ đầu mía đốt dài vô. Mía nó nóng ngoài cái nó dồn nước vô. Vì hai thùng phi này nó cản lửa đâu vô con cá được. Chỉ khô nhớt con cá khô rang thôi. Ủa mà thằng này nó chủ lô nữa chứ. Chứ nó thua tay 100 hột vịt lộn. 2 canh rượu. Thịt lộn làm gì Tư? Thì cũng cá đố đó. Thằng này cá vậy nó chưa đủ số đâu.
quất 200 hồn vịt lộn nữa đi. Nó nói ờ chơi. Mình tao thua mấy ông bay một mà tao ăn một mà tao thua năm. Quăng bắt mà. Người ta nướng. Dòng là ở tỉnh mày gom lát 4-5 thằng đi gom chắc đóng mùa. Là nó đặt tới mùa cả hạn nó bỏ đâu đem về mục hết rồi. Dòn rụm. Chất nướng. Nướng đem cá ra để trải bọc cao su ra để chẻ cá ra luôn chín từ đầu tới đít. Vậy còn bị nguyên. Không có khét miếng vậy nào bị nó mình đốt tới thùng phi này nội thùng phi nó nóng mình chờ chưa chín. Con đốt mà cho nóng lửa nó áp vô đâu có hư vậy cá. Khô nhá. Cá nó ngọt lắm từ nước miếng vô con cá hết. Nói gì? Mày ăn mày khỏi chấm nước mắm đó. Tao đi Đồng Nguyên lần tao mua cái 5-7 kg mắm ruốc. Quất ớt một keo ớt chai bự vậy đó, ớt khô. Rồi rượu nữa. Rượu nữa. Rồi đi tỉnh thì mần mà con sướng lắm. Đồ ăn mày ăn không bao giờ hết. Ăn sang không à. Ăn sang lắm. Hồi xưa đi sang Am Tư toàn là ăn đồ ngon. Cực mà con ăn ngon lắm. Dạ, hơi cực. Bữa nay như ba thằng mình đi ba chuồng vậy, bây giờ bữa nay ăn cái gì? Khởi đầu mấy anh kia ta nói bây giờ mình đi lên đây, trên đường đi thì chuột không à. Dạ. Bây giờ ăn chuột. Chừng nào mà ăn ớt cái đó bỏ, ăn thứ khác. Đổi món thôi một thêm. Đổi món. Nôi mà mấy người thợ rừng với thợ săn ăn dữ lắm. Bà nội cái lùm đế chừng bà lớn nè, 3-4 chuồng mày dí một lát. Mày đâm cái mấy trăm chuột, mấy chục rắn hổ. Thì đó tao đâm được 200 luôn. Chuột gì rồi cái nó chạy qua mày đâm cái sụn, nó chạy qua thằng đâm chạy qua tao. Tao nói mày chuột nó chạy dùm đế cây, ban đầu mình dòm lá đế đứng nó chạy một lát còn cộng không. Không biết trăm ngàn con nào nói. Quá chuột. Mùa nước ngập cái lét đét cái bờ kinh đó, mình đi có chỗ khô chỗ ướt. Yeah. Lại mấy chỗ khô đó chặt tre một con chừa trà đó, khúc thằng khúc chừng thước mấy đó, bẻ lùm ngồi đó, còn bao nhiêu thằng thì đi đuổi. Mày cứ ở đó mày nhịp hoài vậy, nhịp lát ngựa kiên cần xé gì á. Khỏi cần chạy đi bắt không thôi. Đâu có đi đâu. Wow. Rừng nhào rồi chảy rồi lùm con vạch lỗ con ngồi con đập. Yeah. Đập lát một wow. Đống đem về cái ta mới tao nấu canh chua. Mới tao bóp gỏi với con mẻ, luộc con mẻ bóp gỏi. Cụ trong nhà không nào ăn hết, quất một thao vậy nè. Bị nhịn trắng tư. ăn đủ mà ăn uống thấy gốm. Chừng nó ăn được nguyên cái ấp đó. Từ nguyên tới diệt trụ nó bắt đám chuột nó tiêu tùng luôn. Rồi ăn vậy bữa sau tao mới mua con vịt chim 4 kg. Yeah. Rồi cũng mình kêu chủ nhà anh nuôi tao đâu, vợ con không mình bóp gỏi bắp chuối gì đó bóp gỏi ngon, quất dĩa hộp chài để đó, rồi dĩa chuột tao cũng để đó. Chuột đâu có gì, rau muống rau ngổ với rau răm à. Đậu phộng, củ hành. Thụ ngựa nhậu lát, mười mấy thằng nhậu. Cái gì vậy còn nguyên nguyên. Giờ đã hết ăn không? Không ăn được. Ăn được hết rồi đi ăn gì. Mà chuột mà tao bóp gỏi tao đâu biểu xé ra làm vừa tư làm năm gì. Xé làm hai. Chuột một cái mần mày tính mười mấy đứa mần y như đám dỗ. Lột da hay xong tư? Lột da rồi con hấp nó mới ngon hơn trụng. Mỡ bà nội mắt rít mỡ, tuôn mỡ ruột bỏ hết, lấy gan không à. Tao chỉ mấy đứa nó mần, trời ông nội này ăn thường ông không biết ăn, ông ăn thấy gớm. Có nhiều người ta làm chuột bự bự ông Tư, người ta gam giống như là chó vậy ông Tư. Úp nội. Con mần con úp gia vị ngũ vị hương rồi này kia đồ cái mần mà con đâu có mổ bụng.
ngắt cái chỗ cái đường sinh dục nó cái rút ruột ra. Yeah. Mà mấy ổng không có lột da, mấy ổng cạo lông đó ông Tư. Không, tao không tao gốm lắm. Con chuột có hay bị gẻ, da thui thì nó hơi bị gốm tí. Mà tao đồng nó lột da tao bỏ à. Rồi con rút ruột rồi con úp gia vị, con dòm gia vị vô bụng cái quất cái vị sắt bự nhìn nó nồi đất mình bự đó. Yeah. Nồi đất không bằng thùng phi thì nó chín màu. Rồi mày chắc chuột cái sắp 2-3 lớp rảnh cái úp cái nồi lại cái đốt rơm ngoài. Như quay vậy hả ông Tư? Quay đó, còn ngon hơn heo quay mình đó. Dạ. Vàng cháy với ông. Bà nội mày ăn nó giòn rụm như cốm mình. Vàng. Đâu có chứ, ăn nào chiên nào, mày muốn ăn con nào gắp nguyên con để chén đủ ngựa chấm quất nguyên con. Gặp nguyên con cắn luôn. Đói bụng quá ông Tư? Đói bụng quá. Một mình thì con ăn 5 con chuột mà mày hết ăn cơm rồi. Nói rồi anh Tân thèm rồi nha. Thèm đói bụng, món đó là món thích của mình. Tao ai chê ngu dài chịu chứ nói chuột. Không có thịt trâu, thịt chó, thịt bò gì đổi tao không đổi đâu. Chuột kho mắm á con. Dạ. Con cũng rút ruột vậy mày lựa mắm cá linh cho ngon mày kho mắm. Của mình kho vậy cái mùi chuột nó không có tanh không thôi. Không mày. Ăn nó thơm mà nó ngọt nữa. Rồi tao ăn nhiều cái bởi mấy ông kia nó ăn không nội nữa ăn. Có chuột nấu cháo không Tân? Không, chưa nấu cháo chứ có kho mắm rồi nấu chua rồi ăn. Chuột nấu cháo. Nấu canh chua con cũng có nghe nói nhưng mà thấy nó hơi bị ghê thật tại vì nó trắng tươi chuột. Chuột kho rồi thì chuột bắp gỏi con nó cũng trắng tươi đó. Chuột kho rồi này kia thì có anh ta làm hoài mà chuột nấu cháo rồi đó giờ chưa thấy. Ông ngoại tao nè ông ăn chuột bằng mắm. Hồi đó đồng này nè. Bằng mắm sống hả ông Tư? Ừ. Tao đầu tiên tao cũng gớm ông bị ông mần mình không gớm được đầu cổ trường nguyên ông chặt túm cái mỏ ngoài à. Yeah. Mắt mũi trứng giái ông cũng để nguyên nữa, đuôi cũng phải để nguyên. Ôi ơi. Ông chặt 4 cái móng giò nữa à. Yeah. Ông mổ tải ra ông cũng ướp muối rồi kia đường dưới thính ông làm lượt một. Yeah. Ông nhận vô cạp cho bò mình vậy nè. Ông nhận là đúng 4-5 tháng gì ông vợ đó bây giờ nó đỏ tươi như son nè mày. Nó trên không có trắng đâu không? Không. Nhưng mà không ăn sống. Đem ra rồi cái để tóp mỡ rồi vô cái để vô tô bự chân. Vô nồi chân. Bà nội ăn cũng quên thở. Chứ không ăn sống không Tư? Không. Ăn sống mùi tanh quá. Không tanh đâu, bị để lâu nó đỏ thịt là chín hết rồi. Mùi vị như con cá. Chuột nói chung con cá con thấy nó còn sống nó tanh cỡ nào mà mày làm mắm mày ăn đâu có mùi. Yeah, đâu có mùi. Bị nhờ cái xính đường rồi đó. Dạ. Yeah. Như con chuột nó để lâu rồi dở ra đỏ ao nữa nó chín hết rồi. Có một cái là sợ nó dai thôi. Đâu có đi ra ngoài dùng Sapa Lào Cai nó ăn thịt trâu phơi nắng không đó. Yeah. Có nướng đâu. Với thịt gác bếp gì đó ông Tư. Ờ trâu bò đó xong khói. Dạ xong khói gì mà mấy ổng xuống thẻo thẻo ra ăn luôn hả ông Tư? Ăn luôn à. Bộ nó chín luôn hả ông Tư? Chín luôn. Ngộ quá. Ừ. Trước giờ có làm mắm rắn, mắm trăng gì không Tư? Không. Trăng rắn thì tao mỗi lần tao đi văn về con trăng 10 mấy ký lột da bán rồi còn thịt nó phanh hơi khô. Phơi khô trên lùm lăng bằng cái nhà mình chuồng mình đậu đó, cái phơi khô trên lùm có chỗ đâu mà phơi. Có muối không Tư? Muối. À muối rồi phơi. Muối xương xương về phơi, muối tiêu, tỏi, con đâm. Rồi về đây nó ăn như kháng mút. Nướng ra thứ gì chưa nói. Ừ, ở trển mày ăn cũng được. Con mần rồi con ăn miếng rồi mày nhai miếng thứ sau nắng nắng kỳ lắm. Nghĩ. Sao ngộ không Tư? Ăn quá ăn rồi á. Yeah. Dùng cái gan nó nửa cùng tay trăng 10 mấy ký bị dai mình mày quất nó muốn no rồi. Ăn cái gan cái no luôn. Ừ cái gan với mỡ miếng tao bầm mỡ tao rắc tiêu đậu phộng củ hành vô chân để trong nồi cũng như mình chân mắm vậy. Hồi xưa ông Tư đi săn mà bữa nào mà lỡ hết rượu ăn đồ không chắc uổng lắm hả ông Tư? Dễ gì hết. Bị đi 2-3 chuyến con phải về con mua thực phẩm ở ngoài chợ á, ngoài sớm biên á, mua rượu. Yeah. Mà thời săn ăn biết nào cho đủ. Biết nào mà ông ăn lần một người chứ lấy 2-3 ký á.
dùng cá chài mình có con nắm biết cá chài không nhỉ? Dạ biết. Chắc Tân không biết. Không biết. Bữa đó thằng Linh Tâm nó chuyện cá chài nó nói cá gì ngộ lắm nội chuyện được con nữa. Mùa nội mày không biết cá chài nó nói không? Nói vậy sao ông Tư? Kỳ đỏ, mang đỏ, bơi đỏ, vậy nó chiếm cái kiểu nó giống như cái linh vậy đó, cái linh lớn mình đó. Mà nó to. Nó to, nó bự. Mười mấy ký. Cũng có cái nhỏ lại, cũng có cái nhỏ, cái lớn, đủ thứ. Nhưng mà cái kỳ nó màu đỏ đỏ quá. Đỏ, mà đỏ mà. Không, có đỏ mà nó dẹp là cá đỏ mang. Biết, cái đâu biết. Vàng vàng hơi vàng. Rồi biết. Cá chài đầu tròn như cá linh nha. Nghe biết. Nếu nó vậy là biết. Hồi xưa hồi đó ở ngoài sông cái con câu dính hoài đi dằn lưới trăng ở trên Bưng Linh đó. Bà nội đi bốn xuồng dằn lưới trăng. Yeah. Nó gỡ cá chạy dục hết biển thấy cái đầu nó dằn nín nó nói ăn củ chi người ta ăn chết hoài ông nội. Tao nói mấy mày đừng ngu gì vừa để tao ngu cho mời thăm đừng dục con nào nó dục dùm sống đưa mình biết được đâu chết. Yeah. Mời bắt về, tao bắt về tao mần luôn. Dân đêm mười mấy có hai chục con. Chứ nó dân cá bông, nó câu nó bủa khỏi mặt nước nhiều này. Tóm nó dài, dân cá bông. Yeah. Nó dính con 5-6 kg, 5-6 kg nó móc cá mè lúi với thác lát con bành kỳ. Oh. Bơi xuồng ngang gặp rầm rầm ghé lại, lấy cây đập đậu, gỡ con một. Nướng ăn chứ không gì. Hồi đó lúc ông Tư đi săn đó cỡ có bắt cá rồi này kia có bắt cá dính cá phèn đâu không ông Tư? Ở trên đồng không có cá đó đâu mày. Cá thì phèn nó ở trong. Ở sông cái không ạ? Ừ. Cá phèn hai râu về sọc. Dạ dạ hai râu đó. Dịp lép. Hồi lần con ăn cá đó thường xuyên. Ờ cá đó mày nấu cháo dừa coi. Ngon lắm. Ngon. Kho tiêu gì cũng ngon. Dạ. Cá phèn. Còn con đâu bự. Nó nhỏ xíu mà hai ngón tay, ba ngón tay. Hai ngón là dữ lắm. Dạ. Không có lớn. Mà nó vàng vàng nó kêu cá phèn. Tại cái da anh vàng. Hồi năm 2000 tới giờ tự nhiên mất tiêu luôn. Hết giống cá sát giờ cũng nó còn ít chừng. Dạ. Bị mùa lần biển hồ nó còn nước lớn nó trôi xuống. Dạ. Bây giờ biển hồ nó khô cạn cũng như cá mè hôi đồ này kia với cá hô đất hồi xưa nhiều bây giờ cũng hết luôn hả ông Tư? Tao lên ông Đồng Kỳ lên ông Bảy này ông đặt lợp lỡ mình nó lợp bự gì nè cái nang nó bằng chân cái mình mà còn bị gãy. Ôi dồi. Ông đặt cá mè hôi cá ép bữa đó tao độ chắc cá ta cái xấu gì nó vô nó quậy bứt lọt nó ông lặn dưới bè với ông cột lọt trong bè mấy bè nuôi cá đó. Yeah. Nước chảy rồi anh dựa theo bè đó anh chung vô cá mè hôi mười mấy ký cá ép cũng mười mấy ký cá đó con cá ép ông mần ra ông mần ông cho bà mần mần lấy cái mặt ông mua 5 lít rượu trong can ông trút vô mặt vô đó. Tao nói chết mẹ rồi bà này uống chắc té ngửa. Mày uống ngon hơn rượu thuốc đúng không mày? Dạ. Có thơm. Cái mặt con cá ép người ta uống nó mát luôn không Tư? Ừ. Con cá mề hôi còn nhỏ mình kêu mề hôi từ 7-8 kg sắp lên là mề hương. Mề hương. Mày ăn nó thơm. Dạ. Mà con cá đó có thịt nó nướng nó càng nướng càng thơm không Tư ơi? Ừ. Cá mề hôi á. Nó chỉ thua con cá cóc thôi. Dạ. Giờ nói con cá gì tao không có ăn nó. Mà con cá cóc xương quá ông Tư ơi. Xương, xương nàng xào không hả? Dạ. Cá cóc như thịt cá ngựa mình. Dạ dạ giống thịt. Như thác lát. Cá cóc ra sao ông Tư? Cá cóc cũng như cá linh nó trắng nó cũng hơi vàng hơi vàng. Dạ. Như cá chấm cỏ đâu như cái gì. Cá cóc nó bán mắc lắm mà nó thua cá bông lao thôi. Dạ. Mấy dòng cá nó tuổi đời tụi con sao mà chắc hết biết. Chắc đâu biết đâu. Mày ở đây sao biết cái đó cá nó miệt trong cái nó mới cái có. Mà nó bên bên xứ của anh bắt á dễ giàu gì biết được. Ừ. Giờ cũng tiệt chủng hết hồi đó đi câu cá cóc đó ông Tư câu bằng lá mướp không à có số kỳ á ừ lá mướp rồi câu móc lá mướp câu câu mà nó bông. Ăn dữ dằn lắm bông mướp như bông ăn bông mướp thích bông mướp à. Ừ. Còn câu mồi trùng mùa này mùa kia nó không có ít gì đâu phải nó dân câu dùng cua đồng mình à cua càng con mới lớn là tao lại đúng người ta hỏi mày làm gì một xuồng cua dữ con đi dăng cá cóc
mạng đường câu nó kinh nó ba cây số đường câu nó có mấy chục lữ à, bên này nó bủa qua tới bờ bên kia nó móc cua con bành kia mình à, cua mình ăn đó. Thì con cá bự lắm không Tư? 7-8 kg, mười mấy ký, con bự lắm, 20 kg. Con dân một tuần lễ được con vậy mày ấm bụng rồi, mấy triệu rồi. Thôi, sao mắc dữ vậy ta? Thôi, cá cốc mà để nhà hàng nó ăn công mình, nó ăn với cá bông lau. Cá bông lau đường thì chỗ mà Dàm Nao mình đi qua lên Hòa Hảo có cái bùng binh đó, tao đổ cái bùng binh đó miệng hang này. Chỗ đó hang nhiều lắm Tư ơi. Ờ, miệng hang ở Tân Châu đổ xuống đó. Dạ, dưới hang cá bóng nữa. Dưới hang cá bóng. Bởi chỗ đó nó, mùa nước lên nó giận. Hang cá bóng nó đi lòn vô cái chợ Dàm Nao luôn đó ông Tư. Ừ. Cái hang bông lỏng. Wow, cứu nổi. Mày dăng một tháng gì đó. Còn cá hô thì phải chỗ khu Mỹ Đức này nè, trên Dàm Sáng nhìn ra có đường tẻ qua Tân Châu đó. Dạ. Là cái ngánh ngánh cá hô. Dạ. Có cái dùng ở nhá. Có dùng. Họ là ông Dương Út. Cá hô dăng lưới mặt 2 tấc rưỡi. Dương Út con lần là ông thả lưới cá hô dính một con là 100-120. Cái đó ít, thứ 300-400 rồi. 150-150 kg. Mấy tháng cái vậy con? Ôi ơi, có khi ngày nào có khi cả năm không có con nào, có bữa mày 3-4 con. Ông thả có khi 2-3 ngày dính 2-3 con luôn. Cái dãy nó bằng cái chén vậy nè, đem lên cái mà lấy cái kìm á, giặt cái dãy lên nắm bình, đem dãy lên nhà để cho chơi. Bằng cái chén vậy. Đâu có con sỏ dây, con mày cột khích khích gió này nè. Vua lóc rách 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 đã. Ủa giống cá hô giờ đang vô sắp dễ đẹp mà. Mà. Ừ. Đâu có hồi xưa á. Hồi xưa mấy năm trước giờ đó. Còn đâu? 3 mấy năm trước đó. Tao kéo lưới thì được 1 ký nửa ký hoài, có kỳ kéo lưới trên lát đét được con 8 ký. Có mười mấy tuổi. Được cặp. Được cặp cá hô 8 ký mà bữa đó chị hai mày nó mần hồn nữa nó mổ. Lụm mặt bỏ con cá nồi canh chua tiếp. Tuổi của rồi. Cưng đâu không biết cá hô bự đó đâu. Dầm cái mặt cá hô mà con mặt dập rồi đó mày nó mày mặn cái gì mày ăn cái gì ăn dây cóc. Ờ ngoài trong đó. Hồi đó dính 300-400 kg. Dính nó rồi á phải có cọng dây gân đặc mà loại dây 60 á. Xỏ ngang. Bắt đầu xỏ ngang cái mang ra cũng họng cột rồi cột vô mũi xuồng chạy máy vô. Chứ đâu khi lên xuồng nói. Cha con thằng bà con bên bà Tư gái mày nè, cha con chiếc ghe nó đi cắt cỏ, nó vớt cỏ mây đó, dạ. Nó trâu ăn. Tới 300 dạ, cha con đi vớt một ngày vậy gì ăn được tần. Đi ngang chùa giặt lại nó hụt, hụt, hụt. Mà thằng này cũng dân rượu thịt. Rủ mẹ mình đi đường này muốn mòn đường mà đâu có ma nhát kỳ gì nè, bữa nay ma nhát. Nhà nó mười mấy bụi tầm dông gì nó lựa cây lớn nó chặt sát với gốc cụ hủ nó giọt nhọn hơ lửa đàng hoàng. Kỳ quyết chính này tao đâm ba là chết. Cùng hai cha con trời mờ mờ sáng rồi cá hô nó hả họng nó hóp rong nhớt á. Dạ đúng rồi, nó hụt 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 hai cha con sóc cây vô ngay cái lỗ đó. Nó giục hai cha con xuống sông lội lên ghe đủ mà không biết giống gì, nó quá trời mạnh rồi. Nó xỏ nó muốn trổ con cá hô luôn mà. 300-mấy chục ký. Quá thứ cá gì. Nó gặp xuồng mình thợ tới nó không chạy ra. Đường ăn mà bị ghe nó chống đi cắt cỏ êm ru hả? Đâu phải chạy máy chạy gì. Hồi đó ông Dương Út văng lưới cá. Rồi tới sáng tới trưa rồi hai cha con thấy nó hết giải rồi mới xuống. Lặn xuống coi ruộng mày con cá trời vô luôn vô luôn ruộng trai cho con hè ạch đem về đâu 1-2 giờ chiều mới tới nhà. Hồi đó dính cá bông lau là ra bán cái là sắm đường chỉ vàng trời con bây giờ chừng 5 ký con cây vàng rồi. Bây hồi đó giờ cao hơn hồi đó rẻ cao hơn nữa đó ăn cá bông lau liền liền cá bông lau mà con dân được rồi nè nó điện nhà hàng Cần Thơ Long Xuyên rồi thì kia lên lấy không nhà hàng cao cấp hồi đó dân ăn không à bây giờ thì dân không ăn nữa. Thịt bò mình nó vụ 200 nó phải 2 triệu
hồi đó nó quá nhiều, bây giờ hiếm. Cái tính chất gì của nó trong đó là nó khiến thịt nó thơm, nó thơm, nó béo mà nó ngon. Nó cũng như thịt cá tra chứ, nhưng mà con cái nó ngon hơn. Nó vàng. Tao có ăn lần. Ủa, tôi thời xanh cái đó mà ăn có lần một mình sao biết được. Tụi người đâu có đâu, ăn thì xuống dưới mới được ăn. Cá hô với cái ba mà Mông Lan hồi đó con ăn liền liền, bị nhà sát một cái rồi ông Dưỡng Út đi văn hàng ngày á. Cá hô nó kêu nó văn lưới cũng như cà tâm mình văn cúc vậy, thấy không? Lưới nó bủa trên dưới nó căng vậy nè, cá hô ruộng người anh chạy nó vuột hai cái móc đầu của nó túm lại nó trói ảnh được. Rồi hai cái đầu con cầm trong treo hai thùng thiết, có cục đá cục sắt gì trong thùng thiết nó dính rồi nó ảnh gịch. Cái cây nó quặt nó đùng đùng mày mới đi thăm. Cá hô thịt ăn ngọt. Thơm. Thơm. Rồi ăn cá chạch lấu con nào cũng lấy bằng bắp chuối, bắp chuối vô nè, tôi câu dính hàng ngày. Coi cá chạch lấu đó, tôm chạch lấu là có nghệ. Con cá hô con biết ngon gì không, nhất không lắm. Dạ. Cái đầu. Dạ. Béo. Ăn không ngán ông Tư, ngộ vậy đó. Cái da đầu nó đâu hai lỗ tai mình nè. Mày ăn cũng như mày ăn bánh da lợn mà nó béo, mày nhai lát mày nuốt không nổi. Mà cái đầu hồi đó dính rồi cắt cái đầu chẻ làm hai làm bốn gì đó rồi đâu dám ăn mỡ ốc nữa. Ăn mỡ ốc mày cổ quận kịp mà ăn mày hút nổi. Muỗng canh thôi mát quá hơn phụ cửa nó béo thì nổi cái mang thôi là ăn mà bữa cơm ăn không hết ông Tư ơi, cái mang không ba cái bơi trong nè. Dạ dạ ăn không hết béo dữ lắm. Còn, ăn đưa cho ba đời ăn cái hai cái mang đó luôn. Ông ăn không nổi á, cái mấy ký lô á. Ông em của ba bác Tư mày á, ổng là ghe rỗi, ghe ổng bề ngang gì tới 8 thước mà. Ghe đục á. Yeah. Ghe chạy mà máy dầu, máy chính, máy của Nhật đó. Yeah. 4 máy. Bị ghe rỗi đâu có đặt máy lường được, nhớt dầu nó chết cá. Đặt máy trên không mà. Yeah. Trước hai cái sau hai cái. Rồi ông đi thăm ông xuôi ông ở trên kẹo hò biển hồ tỉnh. Dạ. Dòng cá bông cá hô rồi cá tra con cá trăm 200 kg chặt đầu dục đùng đùng dưới sông đầu ruột dục hết trơn. Không lỡ kêu anh xuôi. Rồi cái đầu cá hô chiều mình nhâm dây trên xuôi. Ông nói anh muốn ăn đó hả? Ừ để lát tôi làm cho. Ông lấy cái bong bóng ở ngoài rồi cái cũng như cái bong bóng mà cái như màng phổi nó dính trong xương đó. Yeah. Rồi ba lớn rồi ông biểu nó ra nó mua măng hộp kim châm núm mèo rồi cái đậu phộng củ hành. Ông lắc cái rìa mép ra cái đầu nó vậy nè, ngồi ông lóc ra bầm bầm với ông trộn gia vị vô ông dồn vô bong bóng ba lớn mà ổng mà chiếc ghe ông 8 thằng mà ăn con phanh ăn không hết quá bự. Rồi ông nghe ta xuống ông từ trên biển hồ chạy về tới Đồng Kỳ là 3 ngày 3 đêm. Rồi ông bắt con gái thứ hai ổng nó cũng ngây ngơ, ông bắt ông luộc nước dừa đó để ăn chảo hâm hoài. Đem về tới đây ông chiều rồi ông nghe tao lên thăm để nó lôi xuống ghe cậu cháu mình nhau em lu mười mấy thằng xuống hầm. Rồi cái ông sắt một quanh ra cái ông để vô chảo khìa mở tỏi lên cắt miếng miếng ra ra rau chống một rổ ăn ăn nhậu rồi nằm hai bên ghe ngủ luôn đi hết nổi đi hết nổi no mồi uống rượu say no mồi. Cái đó nó y như cái bánh da lợn nó dày gì nè con, nó 3-4 lớp mày ăn nó lịch sự sao đó mà nhai nó giòn mà nó béo nó ngon. Dòng cá lớn đó tụi con hết biết cái vậy nó bằng cái chén chung mình, cái dĩa biết. Mình cũng thấy đó cả tôi cần là không biết mấy cá bự đó đâu. Cá tra nếu cá tra xong thì không biết, chứ cá hầm 13-14 kg thì biết. Có thấy tao bắt rồi. Cái đó thường tao đâm một con gì đó cái cà rèm ông 1 thước 1. Mà tao phơi nửa con mà nó phủ da, cái da nó đâu có hơn lông tai. Hồi đó ông đâu có ăn. Bị cá tra nuôi hầm tao gốm.
Bữa đó thằng đó nó đi ngoài Châu Đốc nó mua cá tra 4 kg, uống nu uống sắc về thằng cháu chợ voi nè. Bữa nay ở đây chú Tư ở đây nhậu với con bữa, con mua cá tra đã lắm không? Cũng mua về tao đứng tao coi 3-4 thằng mà nó cũng trụng nước sôi kỹ nó chừng mổ bụng nó nguyên cái cùng băng vệ sinh của phụ nữ mẹ. Bỏ đùa đùa mẹ cá bỗng gì đùa ra trong bỏ đâu mình ăn thịt chứ mình ăn cái bao tử đâu mà sợ không nhưng được. Mà thấy gớm uống nữa con mình. Cái băng nồi đó đâu phải băng bây giờ, cái băng nó vuông nó bự gì nè, nó gớm. Rồi nó có hai nhựa dây quằn lên bụng nó cột nữa, nó dài lắm. Cá mới ăn chưa kịp tiêu lên nó bắt hai con gà nó mần là tao cũng nghĩ ăn thịt gà luôn. Uống nó gớm rồi tao bỏ mấy chục năm nó đâu có tiêu, sau này nó tự nó ội ra chứ đâu có tiêu. Tao gớm nhưng mà nó mới ăn vô nó chưa ội, tao bỏ mấy chục năm đó. Mới ăn chưa tiêu quá được miếng nào hết. Hồi đó ta, ông đi bắn khỉ núi Bà Đội nè, bắn nặng thun không à. Ở đây bầy chó 10 mấy con lận, đi 10 mấy thằng bắn lát khiên về không, khỉ với lo nồi. Là lo nồi ăn ngon hơn khỉ không Tư? Từ con lo nồi con luộc con ăn ngon hơn thịt gà vịt. Nó thơm bơ. Ở bên núi Tô còn 2 con bánh, mà nó khôn lắm Tư. Nó khôn hơn khỉ. Khôn. Nó biết kiếm ăn hơn khỉ. Ừ. Cái đi bắn về cái khiên cho mấy ông già mấy ông ca ri rồi này kia mua bún bánh mì rồi mình nít á. Dạ. Đi về mà bắn cu li thấy lâu quá đói rồi chắc mấy ông mần rồi quê, thì đó được 7 con. Dạ. Chắc mấy ông mần rồi chín rồi đi qua bên ăn qua ông để ông cạo lông rồi ông sắp lên hàng một hàng vậy nè. Đủ tao đi qua nít. Tao dọn dặn ốc mình mày nhìn nít giống thịt nít phụ ngựa rồi bỏ ăn mấy chục năm luôn. Nghỉ ăn luôn hả ông Tư? Nghỉ ăn luôn, đi săn trên biên mấy năm trời anh mày ăn tao không ăn. Nhớ lại cảnh đó hết. Ừ, cửa bữa nó mần khô tao thấy sao nó ăn ngon quá tao có hôi hám nhưng mà nó không ba. Tao bữa mày lấy miếng khô mày nướng cho tao ăn thử, ăn xong nghe anh thơm ngon. Bắt đầu ăn lại không? Ăn lại. Tao nấu nướng ăn kỹ lắm năm ơi. Con khỉ mà gai gian người ta. Bắt tư gái mày mà bị hồi đó mấy ông nội mấy ông ăn Hà Tiện mình thấy cái da nó trắng tươi như mình đó. Dạ. Tao mặn tao lột da tao dục không à. Mấy ông để luôn da không? Mấy ông cạo lông không à. Dạ. Cũng để phải cũng ngặt cũng qua đứng dòm sao dẫn ốc mình mày rần mình á chứ đâu tao quay về tao không nói nào ăn ăn tao không ăn rồi gì yeah. Hồi xưa cái gì đồ ăn mà rừng dưới sông rồi này kia cá mắm cái gì cũng nhiều. Trời ơi, mùa nước lên này năm 3 đứa mình đi theo bờ ruộng này nè cặp cặp mấy nước bắt lắc quải không nổi. Yeah. Hết rắn hổ hành rồi ốc cao dằn nghịch cúng núm con. Yeah. Con hồi đó con đi bắt đi đi cá rồi kia có lòi là con không bắt, dính một ngày biết nhiều ký nữa con không có bắt. Con gì nó à. Không có bắt con nào nữa. Tao hồi đó đóng đồn Vĩnh Trung, bữa đó trời mưa đóng chùa Bạch Ngọc. Ngày chưa bắt chừng 1-20 kg mà không bắt con nào. Hết gì con nửa ký con chùa Bạch Tọt ở trong chùa. Mày không nói sao ông không bắt đem gì bán luôn đó không? Không ăn không bắt rồi không. Đâu có năm 75 tao cũng bắt. Bắt bữa đó tao mấy tháng đi không nổi. Bắt thấy đi bắt ếch. Nhớ hồi trước ở dưới Lăng Cù bắt đèn băng sông đó. Dạ. Ưỡng ếch trên bờ chạy xuống chạy trận đầu đặng đá lên bờ. Cụ ngựa đá vô chổng người coi đá dắt ngang cái mu quần giòn. Bà nội ngồi vậy nửa góc mơ cừ. Sưng giòn luôn. Chổng mà xong xong tròn tròn vậy nè đá yeah. Gãy 3-4 cái luôn. Đang ở chúng đá chúng vô chổng. Cụ ngựa ngồi không thèm cuốn mùng gịch dây mùng đứt luôn. Cụ ngựa dục mùng dưới luôn ngồi đó, nước mắt nó chảy rồng rồng. Hồi đó đâu có ví dụ mình còn nhỏ đâu ngâm thuốc rượu thuốc gì chi.
phải có thuốc rượu như giờ đâu sợ, không có. Con tới giờ con cũng dặn vợ con rồi về đây soi mày biết không, tao soi một đêm gì đó thêm tư mày gánh, tao gánh đưa bà lên Chi Lăng lột rồi đàng hoàng thay gánh hết, mày biết mấy trăm con, tao gánh 70-80 kg gánh đó, quá thử rồi. Rồi năm nói. Biết không, tao trồng thuốc rê, rê ngoài hè nè, cái tao mới ngồi nghiệm đủ con ếch nó ăn cua ốc trùng dế nhái cá tôm này, chặt đầu nó tao ủ hai cặp da bò, thuốc khỏi đầu mình vừa trổ bông rồi, trồng thuốc hút mình á. Trời, người tao lấy lon chao tao múc, lon chao tao tứ gấp lon lon, bữa sau thấy thuốc cũng sụt thuốc hết, tao nói chết điểm mẹ rồi làm thuốc rồi. Rồi tao mới còn không dám tứ vậy nữa, thì sao múc một lon tứ một thùng thiết nước, cũng nguyên thợ sắt dùng này với dân đây, thuốc mày chưa có hái là lên dặn trước rồi, ông đừng có bán cho ai. Hút nó gắt hơn mà nó thơm nó gắt rồi mình con biết không, hủ mình hủ mắm nấu mình á, tao kéo lưới mà coi hết nước mắm rồi cái rửa hủ chặt cái úp thuốc phơi khô rồi đàng hoàng cái cuốn nhét vô luôn, lấy cao su đậy lại, lấy nắp đậy lên, bà nội nó vàng, tao nói mày không có cái gì y như nghệ mình á. Mày hút nó thơm to, mấy thợ chắc nó mày bán bao nhiêu người ta tao cũng mua. Chắc nó dụ 100 kg ăn ký nó dụ vậy nó, mày đừng có bán cho ai. Thành ra mấy ảnh lợi chắc rồi đưa thuốc anh thôi. Cũng như cái chanh này với cây trúc này, ông lấy đầu cá ông cho ông cắt cái mấy cái gốc mằng cá, mấy cái đầu cá rồi đó, ông cho ông cắt cái gốc khoảng chừng 5 tấc, chừng dài ít thôi chứ đừng nhiều, nửa trái đâu nó đẹp đẹp dữ dằn bóng ngời. Bây giờ cá đâu ông chôn nữa, hồi đó đi ếch nước giật ra mấy đường mương chảy ra mày dòm tép mày xuống mày bụng vậy lát ông thúng. Rồi ếch ảnh ở hai bên đó, tao nói mày đỏ con ếch mày vô bưng tiền là nó nhảy mày ướt đầu ướt mình luôn. Hồi đó ếch chứ lắm ào ào vậy á, lựa con nào bự mới đâm, mấy con cùm tay đâu bắt 200 cà ram chấp lên mới đâm. Năm đói khổ thì mà đâu phải nuôi gia đình ta 9 người rồi còn 2 gia đình kia 10 mấy người nữa, nuôi 3 cái gia đình cô út rồi bà nội đóng rồi bả con 10 mấy đứa. Ở ngoài bưng ngoài ôn dĩ có gì ăn, mùa nước cũng như cái biển. Đó đâu có xiệt có bỏng gì, đâu có xiệt. Hồi đó đi nôm với đi kéo lưới được không? Dân nôm mà nôm đâu có đèn điện. Dạ. Đụng cái đèn khí đá cá nó cài mày bể rồi đèn khí đá đụng cái xì nó nổ đèn bùng như lụng đạn ta. Hồi đó con đi nôm á dính cá. Nôm lớn lớn nè. Dạ. Mà dính cá chê không dám mò. Dính cá chê rồi đụng chảy cho giọt lên thấy cá chê rồi là giờ. Cá thì nhiều. Mà con không có phương tiện, sau này đi đâm rồi mày nhớ cái năm cá ghẻ không? Dạ. Dạ, cá ghẻ. Bà cố nội tao đâm một cái năm lát, đâm sáng về nửa chuồng cũng không dám dưới chuồng. Cá ghẻ thả hết. Nhận nước chuồng bắt về đặng mần mắm, mần khô bán người ta. Dạ. Mười con có một con không ghẻ hả? 9 con ấy sao bỏ về sao đủ ăn? Sao có đợt nó ngộ không, tự nhiên cá nó ghẻ, rồi tới cá rô cũng ghẻ luôn, hết rắn lươn gì cũng ghẻ hết. Dạ. Là 90 mấy ngộ thiệt tình, ghẻ mà mày đâm nhiều rồi máu anh ra nó tanh còn hơn người ta chết chừng 90 là 90 quá khổ rồi phải ghẻ nào? Cá ghẻ đâu mấy năm trời sau này mới giảm bớt bớt. Tới năm 2000 mới hết. Tao không nhớ. Hết là do mình ăn hết nguyên cá rẻ. Không phải nó bắt tao thả chứ. Đâu ai thả, con thả vô tình gây giống bắt rồi con bán.
mày con thả chứ. Rồi á, mắc gì mày bán cho bà sáu khỏe đồ dân mừng mắm cho đó. Có cá nó bị rẻ nhiều quá, nó đờ ông Tư. Nó nổi là mặt nước nó lội gì nữa. Lội đờ đờ đờ. Từ cổ cút nó ăn xuống nửa con nó lội gì nổi. Dạ, nó đờ 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 trên mặt nước. Mấy rẻ quá thì mình không đâm thôi, tự nó chết. Còn cá trà vinh đâm một lát rồi gánh không nổi. Cá có con nhất là ở Bún Bình Thiên Giạc Lài. Nước nó đổ xuống cá trà vinh với cá dùn. Nó lú đuôi lên nó ngoắc vậy nè. Quất một chẻ hai ba con mà quất cái nó mặn cái rậm bằng đây ra đường đó. Nó đổ. Yeah, yeah. Đâm lát nhất rắc nát nghĩ ra. Kêu bắt tôi đi hả? Quá cá. Như đó anh ba con đi xôi cá lóc đó. Cũng làm cái chĩa xà búp á. Là ông nói tiếng đâm cho ông phóng. Gặp cá bơi xuồng bờ kinh bên đây. Cá nổi bờ kinh bản là nó phóng bịch dính. Mà chế xà búp không à? Con xà búp đâm dở sau này chế 7 mũi không ngạnh. Dạ. Yeah. Chắc có 6 ly rồi bằng cộng bên đây. Dạ dạ. Ông làm có 1 năm mà ông nghỉ. Mấy cái thằng ở núi Sam ra nhà nào Châu Đốc. Cái bộ chĩa nó 3 kg rưỡi về rèn nhíp xe 9 tấc. Sao sách nổi ông Tư? Bởi vậy rồi cây dầm nó mày cầm lát mày bơi xuống muốn sụi tay luôn. Nó gặp chĩa tao nó trợn. Mà chĩa ông đâm cái gì ông Tư? Thì cá liềm kiềm cá bổi đó. Tao phơi cà rèm liềm kiềm cá bổi không. Mới đầu hôm mà nó 3-4 chuồng mày đâm cái sồn cái rọi đèn nó cười hí hí. Nó cười khinh bỉ mình đó. Thì cái chĩa mình dài có 2 tấc rưỡi à. Nhỏ xíu à. Nó 9 tấc lận mà cộng nhỏ nhỏ không à. Đâm cá sấu. Ủa ngựa nó đâm cá bông dùng nửa ký. Nó đâm từ đuôi tới đầu nó tuột mấy đường dài. Không không lụng bị cá nó nhẹ mà cái chĩa quá nặng. Dạ. Yeah. Cái chĩa tao cũng làm bằng cán bằng cây thao lao dầm bơi luôn. Yeah. Tao đâm cái sọn nó cười. Đâu 1-2 giờ đêm, 12 giờ đêm cái hộp lại ăn cơm. Tao đâm đầy khoang rồi. Cá bông được 4-5 ký con, còn 1 ký, nửa ký đầy luôn. Cá trà vinh còn cá bổi với cá liềm kiềm tao hơn cà rèm. Rọi đèn có lý không Tư? Cũng kiếm sống được mày. Chừng dở luôn. Trời ơi. Chỉ ông thép máy bay hay gì. Nó đâu có. Tao có mần cho vợ chồng đó. Tội nghiệp vợ chồng năn nỉ quá. Con quá khổ Tư. Ông thấy cái chuồng mà không được lành. Nó bơi đâu chừng 10 phút mới ngừng lại tắt nước. Kỳ á. Ôi, tao giúp cho mày khổ lắm. Chứ cái này tội tao mang rồi. Bà nội nước giật một cái trên đồng biên đó, năm ơi cá bổi nó nổi về về mà lựa con nào bành kia mới đâm. Cá liềm kiềm mới từ ngón tay cái sắp lên. Đâm cá liềm kiềm sáng tao lên mua dây chì tao xỏ mắt hết. Nhúng nước muối treo lên cây phới. Yeah. Ủa có bữa quà gỡ sạch nhất. Giờ đó ông Tư có bắt cá nhái được không ông Tư? Thì cá nhái có liềm kiềm mình đó. Dạ. Không bằng dùng dưới con nhất là bên Hòa Hảo mấy ông đồ ủi với te xịp đó. Nhiều lắm ông Tư ơi. Bà nội ủi xuồng tâm bản cả trăm dạ ủi 2-3 cái đầy xuồng. Đó bên con nhiều lắm nổi đàn đàn. Mùa nước giật nè anh ra với dạ. Cá heo, nội cá heo không mình ăn không hết. Cá heo kho lạc, cá heo nấu canh chua ăn riết không dám ngó cá heo luôn. Cá heo, cá thiểu. Béo. Cá thiểu giờ cũng tuyệt chủng luôn hả ông Tư? Mắc thiệt. Hồi đó bà cồ chết nè, tao đương học giật cá lồng tông ngoài đồng quá. Giật gió lồng tông á. Dạ. Con mua mỡ bò với cám mình với tỏi. Tỏi lột ra cái đập cho nát cái trộn với cám. Mua mỡ bò về thắng rồi trộn rang cho vàng lại cái vô keo ra cái mình có cái bầu tròn vậy nè, cái gió thì nó dư ngoài. Yeah. Treo cũng 4 cái gió rồi có cây mình lại lần nhẹ nhẹ lại mình nắm giật lên dở cái 4-5 ký lồng tông cá thiểu. Có cá thiểu thì ham bây giờ hả? Cá thiểu khó tiêu.
rồi sau này nó mới chế lợp đó năm nó chế lợp cái lớn lớn nữa, cũng cái lợp đặt còn hung hơn mình nữa. Yeah. Mình giật con phải dọn dùng. Yeah. Còn cái lợp nó lờ vô cây cối cỏ rồi nó dẹt trong đống nó nhét lợp thả mồi, ủa nó dở nhiều cái mới đầy lợp luôn. Thì tới bốn cái hôm lận. Với hồi xưa đặt lợp tôm đó ông Tư. Ừ. Lợp tôm mà treo miếng dừa khô trong á. Lợp tôm thì con đặt ngoài trong, đồng okay. Thì cũng có mà ít. Hồi đó bên con nó đặt, người ta đặt lợp tôm nhiều lắm. Nhiều, mấy trong đặt dữ. Sáng cái nào dở lên cũng con hai con, hai ba con. Bà, tôm càng xanh không à. Tôm này hồi tao còn nhỏ nó đi mùa nước khô thì đi vô mấy cái bào còn nước đó, lúa mùa cắt rồi. Còn rạ với mấy bào còn nước nó khô, đi 4-5 thằng xách thùng vô dặm. Như chơi cút bắt vậy, này móc đất dục kia chạy xanh quanh tàu không à. Yeah. Cái bào chạy mà nước đục rạ nó xẹt xuống lát mà đi ảnh lú tôm. Rau rau. Thò tay này bở anh. Ảnh bún lui không à, mày bắt sao đứt bắt mày được chứ mày bắt đâu ảnh không có dính con nào, đứt đâu cho mày nào. Đi lui không à. Bắt lát đầy thùng thiết sắp về. Hồi đó ở ngoài sông cái ông Tư nghe đi lại mấy cái chỗ cái gốc cây mà đất nó bị lở á, cái nó hẳm dưới á, lặn xuống dưới mò tôm, mò mà chụp cái đuôi xuống là nó đổ lụt vô cây, cái tay cái dính bắt dính à. Ông nào mà không biết chụp ngay đầu rồi chặt lắc cái năm năm không à. Năm 11 50 nó bắt tao đi quân dịch, nó đưa vô mở tỉnh Kiến Tường bệnh á. Yeah. Rồi dưới quận ấp Bắc, bà nội ơi, tôm sáng mày xách cái vỏ ba lớn là mày đâm lát dùng dây chì hàng rào lính đó. Yeah. Bẻ chỉ 5 mũi tao đâm hai thằng khiêng về, còn ở dưới sông cá bông cá đầu nó ngớp mày thấy bọt trắng tư. Bữa đó có cây tràm nó ngã dưới mấy sông, tao xin hai cây lắc tích như cây xà bông mình dài, cái ngòi nổ khúc cháy chậm. Ủa tôi giật cái gần cả chục cần xé cá bông. Ồ. Được mấy cá rô biển con 2-3 kg gì. Cá bông mày lặn với mày mò cũng như mày sắp chứ. Ủa, xe đốt cát mà đầy xe đó mày tính quá nhiều. Rồi cái bà phó Nội An, tức là phó tỉnh trưởng Kiến Tường rồi đó, bà Tô Hoàng Hà, ở bà Trà Văn Bạc. Yeah. Tỉnh trưởng là ông họ Tô Hoàng Hà, ông này là Trà Văn Bạc. Ông có 3 đứa con gái, đứa nào ông cũng thương tao lực hết. Bà nội mẹ còn nít không à. Rồi bà về bà đi tao ổng ký phép về này tao rước bà Tư mày xuống mần mắm, bà không biết chị bà mần mắm mần khô mần dùng máy vuốn, rồi bà mua cái mấy chục máy mần mần mắm. Yeah. Rồi vợ lính trong trong tỉnh mấy đại đội lính luôn mà vợ lính lại mần tiếp, rồi bà Tư mày chỉ mần muối mần rửa mần ăn mắm tao khen quá. Bả người Bến Tre sau này cách mạng giật Tô Hoàng Hạc chứ. Hồi đó cá biển này, cá rô biển là nhiều dữ lắm, bây giờ cũng thiệt. Đây nè, tao văn với cua lên làng mình bây giờ bằng đường lộ ra, hồi đó cái đường bò. Yeah. Mùa nước lên ngang như con trong cái con vậy, bề ngang đâu 400-500 thước. Bị bò nó lội cỏ nào còn, hai bên thì năng cỏ không à. Yeah. Tao mua câu đúc mình câu nhỏ đó, tao đào trùng cứng mình đây nè, tao móc hai đầu quất hai cục gạch, bữa đó ra kinh bữa 2-3 đường câu vậy đó, dựng cà rèm lên nằm nằm đã đợi 2-3 tiếng hồ dở ra bụng ở dưới anh cá rô biển nó không dậy. Yeah. Con phân câu anh lên te te gần tới mày nắm anh mới dậy, mình có cái vợt nắm anh lên chút bà nào cá rô biển coi rậm rậm mà ngon, thịt nó ngọt, con nấu cánh, chua nấu gì thịt không à, thịt không à. Ừ. Tao ủ nước mắm nhỉ bằng nó không. Yeah. 2-3 ngón gì về tao bắt mổ ruột rửa cho 2-3 lần cho sạch mổ ruột ra,
phơi cho ráo nước rồi nó mới đưa vô hũ, hũ 7-8 tháng ta mới lấy ống tre bự mình vùi lỗ rồi đó, đâu có lon tiếp như giờ. Ăn nước mắm đó như vua rồi. Bà nội cái thằng chó, thằng ba thầu sao nè, múc chén mình biết nó ăn nước mắm mạnh, múc chén nó bưng nước cái một cho ngon quá trời. Đủ bà mẹ mà ăn của này của đâu còn. Tao mình cứ quặn bằng tre nhỏ gì nè, nó nút vô ống đó mình múc, múc 5-10 cái mới được chén đem vô múc cái một à. Khỏi ăn mồi. Quá ngon à. Cái đó cũng như là cái đó ông vớt còn mắm sống không ăn được luôn. Bắt để nó có còn xương đó mà. Không giáp năm rã tên rồi. Vì để quá lâu rã. Mày biết tao để Quế Khâu với Đại Hồi. Dạ. Yeah. Hỏi tao thôi đó chị. Nó cũng ủ gì mà nó ăn hơn một năm mà ăn còn mùi thối. Còn của mình hút thơm mà ngọt. Nghe Quế Khâu nó cay cay ngọt đó. Yeah. Đại Hồi thì nó thơm. Đâu có chị. Con đó con ăn nước mắm con cũng già luôn, chưa nấu con múc con mà kéo kéo màu màng ra cái con múc lên trên. Đâu có con. Để lâu mới được. Mày ủ cho đúng mức rồi đó ha. Múc chén nước mắm con để hột con nguội vô, dục cái bệnh hột con nguội nổi lên đi. Trong khe, trong chắc luôn. Trong chắc. Và ngính đã lắm đó, như nước màu nước này nè. Mà chan đồ ăn, ăn không biết ngán. Ngọt vậy đó. Bà nội. Nói bây giờ mình nói kể cái chuyện chưa. Còn thịt ba rọi ta lấy đúng ba rọi rồi ta quất một cục 2-3 kg gì nè. Luộc nguyên ta sắc miếng bốn ngón này dày chừng phân. Sức mày quất 3 miếng. Có thằng nó ăn mỡ trào luộc cho nó ăn gốm mày. Ăn tém gọn tử tế. Ăn vậy nó mới ngon. Ừ. Rồi chuối chát, rau ra rừng mình con ăn, lá sung nữa. Bà nội có bà, tao có bà, cô hai mày. Kỳ cúng giái anh hai mày đúng 12 tuổi, cúng con heo 100 kg. Dùng cái rổ bọng tao đi kéo lưới mà bằng sắt. Bà lớn thì nè, bưng không muốn nổi, bà quất một rổ dung thịt luộc. Rồi cái nồi cháo bà cũng quất mỡ không nào ăn nổi nồi cháo. Nồi thịt luộc đó mà chấm nước mắm ông Tư ủ đó là nó ngon thứ gì chưa nói. Nguyên cái đám cưới. Mỗi là ông mần con bò, con heo. Tụ thịt bò, thịt heo ế. Ế nhờ dân đại. Còn mắm ruột với thịt ba rọi nó ăn bà nổi ơi. Đem kem 10 kg ra mày chiên dĩa má rồi đụng mày đi vô ra hết. Nó chơi nó sóc đũa nằm vậy còn mẻ què gì. Quá ngon mà. Thịt ba rọi tao luộc vừa chín là năm. Dạ. Rồi nhận trước 2 bữa, nhận vô mắm ruột đó. Mắm ruột tao nhận riền đó, bằm nhiễm. Tỏi, củ hành, lột để nguyên củ vậy đó. Rồi nhận vô. Dọn ra mấy ông trụ mẹ này cố ăn nó đồ ăn ngon. Nguyên cái bàn trưởng tộc ăn rồi mấy cha trưởng tộc quýnh lộn luôn. Dành ăn không? Ờ mà thằng anh mày nó cũng độc. Ở mày nó tuổi đó, thằng thứ tư đó. Yeah. Nó bà để con mua rượu nó thì ông già vợ đặt rượu. Nó mua một canh rượu thường hàng ngày bán cho thị trường uống. Còn nó mua một canh đặc biệt cao độ. Chuyện nó đãi ra chai rượu thường thì mấy ông uống nghe cũng đã, bị rượu nó nấu lò mà. Chừng uống hơi bựng nó đem rượu gốc ra, ông nào ông ấy uống lát đầm tại bàn trưởng tộc đó luôn. Rượu áo dài căng đóng rớt tùm lum dưới đó. Hết biết xấu quân rồi. Rồi hồi xưa rượu nó ngon nhờ bán cái men với người ta nấu gạo không có pha bậy bạ. Rượu hồi xưa con rót ra thì trên mặt ly màng màng không à. Dạ. Với cái men hồi xưa cũng ngon đó. Men ngon nhất. Men bây giờ hết ngon rồi. Bây giờ độc. Bởi vì con cháu giờ lớp nè, mày coi nè, ăn độc, uống độc, rồi chiến tranh, giết chóc, rồi bệnh tật. Yeah. Thì phải hủy diệt cái loài người. Bác cháu mình bữa nay gặp mừng vui. Yeah. Phật nói sau này mình ngồi về cái hơi nó quét ngang thành mây khói luôn chứ không có nói tro bụi gì nữa. Yeah.